Oh, hello mi rặng nha. Ủa bên mi rặng có mưa không mi rặng? Có hả? Ừ, nãy đi về cái mưa quá trời mưa. Mà kiểu dạng mưa nó cứ bị lâm lâm, nó cứ bị râm râm á, nhưng mà khó chịu một cái là như thế này, kiểu như mình đang thấy trời mưa rồi, hồi nãy anh bận áo trắng, anh thấy trời mưa rồi, anh đi xe rất là chậm, đi xe chậm cái tự nhiên hồi tới cái khúc mà cầu cầu Kinh Tẻ, cái bắt buộc phải lên cầu, phải đề ga lên xíu, nó vừa mới đề ga lên xíu nước nó bắn ác thật sự luôn. Morgan quá đỉnh sáng nay. Ôi ơi, sáng nay tôi tính là tôi ghé. Tôi tính là tôi ghé chơi thăm Morgan, nhưng mà sáng nay tự nhiên nhà có việc cái lu bu quá anh em ơi. Chứ không được. Anh em có chụp hình với lại Morgan không? Morgan của tay nhờ. Cho bỏ hoài nha. Trời ơi, sáng nay buồn quá không ghé được á, chứ sáng nay trong lịch là mình ráng mình ghé buổi sáng chút để mình coi mình chơi một chút xong rồi mình đi, nhưng mà sáng ngủ dậy trễ quá cái đến giờ mất tiêu luôn. Không có, sáng nay không lên được, tiếc gì đâu nhưng mà nãy tim gam với lại queo gam với lại queo. Ừ, anh em thấy gam với queo như thế nào? Hồi nãy tôi về thì tôi coi sơ sơ thôi, tôi về xong tôi vô tôi làm trận game xong tôi coi sơ sơ, kiểu như mình thấy tỷ số là 3-1, nhưng mà mình thấy cái thế trận của phía của gam nó bị gì, không có khó khăn dành cho gam á, cảm giác không có khó dành cho gam á. Rồi đợt này thấy hành cây ban bích rồi các thứ cũng sương sương ok lắm nha. Được á. Gam tạm tạm nhưng mà queo đánh kiểu gì đấy hả? Queo cảm giác như là cái cách tiếp cận của họ trong cái BO5 này nó linh nghĩ là họ đang muốn muốn một cái gì đó mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình thấy cái cách tiếp cận của họ ở trong cái cặp trận này nó không phát huy được những cái điểm mạnh của phía của team queo, linh nghĩ là như vậy. À, đầu tiên thì để kể đến cái nhận định vừa rồi thì mình hãy cùng đi đến với những cái bước sau. Thứ nhất là anh em sẽ thấy là cái kèo lấp lăng với lại Tristana ở đường giữa được bích khá là nhiều, ván một ván hai đúng không, mấy ván khác thì cũng không để ý nữa. Lấp lăng với lại Tristana nè được bích khá là nhiều, mình cũng không có cái tác động tốt á, với lại cái kiểu như nó cũng không có khiến cho cái khả năng giao tranh tổng nó mạnh hơn á, mà cái khả năng giao tranh tổng nó lại cái điểm sáng của phía team Well. Thứ hai nữa là họ đang trì vô cái kèo cá sấu ở đường trên dành cho Spada thì Linh cũng không biết là bởi vì họ muốn rèn Spada hay là họ muốn chuẩn bị cho cái mục tiêu xa hơn là chung kết thế giới. Nếu mà họ chuẩn bị cho chung kết thế giới, họ để cho Spada đánh những cái kèo chủ động như là cá sấu và sau đó sẽ kiểu như là đánh khoảng chừng một ván hoặc là hai ván thôi cũng được, tại Sparta có thể đánh tốt con Kassante mà, Kassante là cái con tướng đâu cần tài nguyên đồ các thứ nhiều đâu, vẫn rất ổn mà. Họ cứ đánh vô con cá sấu nó khiến cho giao tranh tổng của họ cũng không vượt trội hơn, Lenin thì cũng không lại so với lại Kia'Jah, thì hai cái vấn đề đó ha là hai vấn đề chính. Ngoài ra thì với việc mà Bie cũng mắc vấn đề về mặt sức khỏe nữa thì chắc là cũng ảnh hưởng tới nhiều tới team. Thêm vào nữa thì có coi một vài những cái tình huống giao tranh á thì Artemis để cho Kia'Jah bắt cũng khá là nhiều lần. Nói chung là ngày hôm nay thì cái form phong độ thi đấu và cái cách tiếp cận của phía Team Well thì Linh nghĩ rằng ở cái con số là 7 điểm rưỡi chưa phải là 9 điểm, và cái màn trình diễn của họ cũng đáng lý ra họ có thể làm tốt hơn. Thì đó đó là những cái phần mà bên phía của Team Well. Còn bên phía của team Gam thì quá ok rồi, Gam khá là ok với tất nhiên vẫn có những cái pha thờ râu, nhưng mà về mặt ban bích thì Linh nghĩ rằng ổn
ổn, bàn bích ổn. Vận hành thì gọi là sao ta, ai ai là người được MVP ta? Ai MVP cuối ván đó thì nếu như mà chọn MVP do game nha, Linh không có coi kỹ coi full hết, nhưng mà với cái màn trình diễn của Kia như vậy thì Linh nghĩ rằng Kia có thể là MVP tổng, tại đánh ok quá, làm nhiều thứ vô combat thì xong phế được xạ thủ đối phương nữa, cũng như làm nhiều thứ. Anh Sọc nói ngày mai tuyển ASEAN Việt Nam bay qua Hàn rồi. Úi, lấy vậy là đánh giao hữu là đánh bên Hàn luôn hả? Ghê vậy. Tưởng là đánh online. À, như đang có tuần lễ giao lưu Việt Hàn anh em ơi. Đầu tư phết đó chứ nhờ. Được, như là sẽ có cái giải đấu ba đội đúng không? Đài Loan, Việt Nam với lại Hàn Quốc. Vậy giải đấu giao hữu. Mai chắc hôm qua đánh luôn. Mai chắc hôm qua đánh luôn phiên bản 13.12. CBL đánh đâu có thua gì BE đâu hả? Hôm nay chắc phải coi kỹ mới biết. Hôm nay anh có đi giao lưu mô gần không? Hôm nay nhà có công việc, phải đi công việc ở bên nhà trước. Bay giá bay qua Hàn giao hữu xong rồi mới bay qua Trung Quốc à anh, bay qua Hàn nhìn giao hữu xong chắc bay về chứ. Tại vì ngày 25 25 hay là 23 tháng 9 gì mới bắt đầu đánh ASEAN mà, thì chắc là bay qua xong rồi bay về á, bay qua ở đánh giao hữu xong rồi cỡ chừng 2 3 ngày vậy. Không biết cái đó Linh nói thôi chứ Linh không biết nha. Anh Sọc nói có bút cam qua Trung luôn hả? Ui, là bay qua Hàn xong rồi qua Trung bút cam luôn hả? Ghê vậy. Ồ, hấp dẫn dữ ta. Nhưng mà qua bên đó thì trên với lại team nào? Qua bên đó thì không biết là Sọc có cái contact để trên với lại team nào không ta? Nếu mà vậy thì ngon á. Nếu mà qua đó tập luyện luôn, ok luôn. Qua Trung luôn, setup máy móc luôn, rồi các thứ luôn. Ở bên đó là sọc bút cho cái team nữa. Còn không thôi thì bút cho cái team bạn của sọc. Team bạn của sọc có Angel gì đó, đường trên là ai ta quên rồi. Đường trên của Snatch ngày xưa quên rồi. Tự nhiên quên mất tên rồi, bữa mới vô địch chung kết thế giới xong á. Bin hả? Bin hay là Khứa Game? Bin bây giờ nó đang trong trại tập trung rồi. Bin đang trong trại luyện team rồi. À, Flandre, Flandre. Bin dễ gì bút, Bin cũng lắm dễ gì bút được cái team Trung Quốc anh luyện tập anh em. Team đó chắc là bế quan tỏa cảnh, gọi là gì? Đóng cửa tu luyện. Hồi xưa mấy cái phim mà Kim Dung á có mấy cái trò mà kiểu như là bế quan luyện nội công bế quan. Thì chắc là bên Trung bây giờ đang là như vậy anh em. Nghe nói họ làm cả 3 4 team mà. 3 4 team ở trong cái khu huấn luyện. Rồi, cái vấn đề của phía team Well thì mình đang thấy là cái cách tiếp cận của họ. Ừ, Linh nghĩ là như vậy, một phần chính là cái cách tiếp cận của họ. Họ có thể lựa chọn cái phương thức tiếp cận khác mà. Bây giờ đơn giản là ok, bây giờ cứ bích những cái vị tướng như là Kassante, ưu tiên Kassante đường trên cho Spada, xong rồi đó đánh Pháp Sư hoặc là đánh mid lane ở đường giữa. Mình có cái kèo Viserys hoặc là những con tướng kiểu dạng Azir thì Linh nghĩ rằng cũng là cái sự lựa chọn ok á. Hoặc là đánh theo kiểu dạng Jay Maokai, có rất là nhiều hướng dành cho bên phía của Team Well ở trong cái cặp trận này đúng. Nhưng mà họ lại quyết định là lựa chọn đánh cá sấu ở đường trên nhiều, với lại đánh lập lăng cũng nhiều rồi các thứ. Chắc một phần là kiểu như là để cho Spada luyện mấy cái kèo mà chủ động ha. Xong rồi ra thế giới để đỡ bị mất cái tâm lý của Spada. Nên nghĩ cái phần đó là cái phần chính. Mà nếu như mà kiểu như muốn rèn tâm lý mà đánh chủ động đánh carry cho tuyển thủ thì có thể có nhiều cái phương án. Mình có thể là mình đưa ra những cái phương án là ví dụ ván 1, ván 2 thì em đánh carry xong rồi ván 3, ván 4 thì ok mình sẽ chuyển dịch theo cái phương án khác.
mình đánh những con tướng hạt carry ở đường dưới như Aphelios rồi các thứ, tập trung cho cánh dưới chẳng hạn, kiểu kiểu là như vậy được mà. Tại vì đường dưới thì mình đang thấy là cái áp lực đến từ CBL vẫn sẽ có, với những con tướng kéo Blitz Nautilus thì có thể đánh theo cái kiểu đó vẫn được, cánh đẹp vẫn ok. Mà bán này thì họ đang tập trung đường trên nhiều quá, mình cũng không biết như thế nào. Mấy pha trade hả? Cái pha trade của Spada ở cái ván 1 á, ván 1 này có coi là như là mang kiếm Doran thì phải, kiếm Doran trade cũng không lời lắm. Đêm nay bốc thăm C1 chung kết thế giới. À, đêm nay là đánh xong LEC là bốc thăm chung kết thế giới luôn hả? Bốc thăm C1 gì? C1 bữa mới bốc rồi mà. Ồ, sao cái webcam của tôi nó giật 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 vậy ta? Nhưng mà hai team này ra thế giới ok không ta? Team Whale quá nha, riêng về Team Whale thì ra thế giới đợt này vô cái bảng cũng không phải là dễ nha. Nói chung là cái cơ hội đi tiếp của Team Whale nó cũng nhìn nó cũng không có cao đâu đó. Cơ hội đi qua play-in đó, vượt qua được play-in của Team Whale á. Đối với cá nhân Linh nghĩ thì chưa biết như thế nào, tại vì cái màn trình diễn của họ nó không có tiềm tàng một cái nó giống ví dụ như bây giờ Linh ví dụ thôi ha, Linh ví dụ thôi, Team Secret mà ở cái vị trí của Team Whale thì mình không biết là họ sẽ có cái phong độ thi đấu như thế nào, kiểu kiểu là như vậy. Nhưng mà Team Whale thì cái độ biến số dao động của Team Whale cảm giác như là nó không có cao, thì không biết là đợt này ra thế giới sẽ có kết quả như thế nào đây. Tuyển thủ của họ thì kinh nghiệm đánh thế giới cũng chưa có nhiều á, ngoại trừ ai, ngoại trừ BE Artemis thì chưa nè, Bin J thì có một vài lần đi với lại Buffalo đúng không, cho vi Việt Nam thì chưa luôn, Spada thì chưa luôn đó, thì nó cũng sẽ là một cái khó khăn cho phía của Team Whale ha. Còn Gam đợt này ra thế giới thì có ok hay không, Gam đợt này ra thế giới thì có ok hay không, kiểu như là bây giờ Linh cũng không biết là nên trả lời như thế nào. À, mọi người hình dung kiểu như là cái câu chuyện Lenin của Gam á, nói chung là Gam ở cái mức mà cải thiện hơn nếu như so sánh Gam với lại MSI hoặc là chung kết thế giới năm ngoái, thì Linh nghĩ rằng yên tâm hơn ở ba đường với những cái tên bảo chứng à, ví dụ như Kia'Sa, Bot thì Slader với lại Ballet, Levi, KT thì đợt này cũng đang rất muốn để chứng minh bản thân của mình nữa. Nói chung là cảm giác họ có thể đánh được cả ba đường, nhưng mà có những cái thời điểm mà Gam Lenin, ví dụ trong những cái cặp trận với lại team Secret vừa rồi á, Gam Lenin cũng không có ngon, và troll, không phải troll nữa mà kiểu dạng cũng macro thì cũng nhiều khi là cũng không có mắc binh á. Nói chung là Gam bây giờ cũng gọi là yên tâm hơn thì cũng có là yên tâm hơn so với Gam của cái kỳ MSI, nhưng mà để mà kiểu như tự tin hẳn thì có nên tự tin hẳn không ta? Thì Linh nghĩ là chưa tự tin hẳn, chưa tự tin hẳn, nhưng mà có mạnh hơn hay không, theo như đánh giá của Linh thì có mạnh hơn cái đợt MSI hay không, thì Linh nghĩ là có mạnh hơn. Với lại thêm một cái phần nữa là trong những cái cắm và chọn gần đây của Gam thì Linh nghĩ rằng ổn, ok, mình thấy rất là ok, nên nó không phải là cái vấn đề, Linh nghĩ không phải là cái vấn đề ở trong cắm và chọn nữa. Cả team sẽ tìm ra cái đội hình để tập luyện. Đợt vừa rồi cũng đánh dây với lại Maokai đúng không? Đợt vừa rồi đánh dây với lại Maokai. Nhưng mà chưa biết sao nè, căn bản là kiểu mình thấy mạnh hơn thì mạnh hơn thiệt, nhưng mà có yên tâm hay không thì cũng không biết nữa. Thôi cái câu chuyện đó câu chuyện của team. Cái câu chuyện của team, mình người ngoài thì mình không có nói nhiều về cái câu chuyện của team, nhưng mà mùa này thì chắc là Gam đánh Gam với lại team Whale đánh như thế nào thì cũng ủng hộ ha, hạn chế phân tích, chả phân tích nữa đâu nè. Đánh hay thì mình vui mình khen, đánh dở thì mình buồn xíu cùng với lại team, xong thôi.
không phân tích, không chỉ chiếc gì hết, kiểu như để cho họ thoải mái họ chơi, họ chơi sao cũng được, họ tận dụng cái họ gọi là cái gì, linh nghĩa mùa này họ cứ ban bích cứ đánh cho thoải mái thôi, cứ chơi hết sức thôi, tận hưởng cái game của họ chơi là được, khỏi phân tích tụng gì hết. Làm những cái cặp trận của những cái team khác đó, thì cái đó là cái hướng mà mùa này thì tôi sẽ làm chung kết thế giới cùng với lại mọi người theo cái hướng đó ha. ủng hộ mấy team VCS. BG Talon có Marble, nó đánh con Azir ác lắm. Azir là cái con tướng mà Azir khu vực nào đánh cũng ác hết mà. VCS mình thì tỷ lệ thắng nó không cao thôi. Mình cảm giác như nó không hợp với lại VCS hay sao ta? Kiểu như nó cái con tướng mà đi lane rất là tốt, áp lực laning để có thể bị tấn công. Nói chung là Azir là cái con tướng mà nó chịu được áp lực cặp mid rừng đối phương ổn anh em. Mid lane cũng có, đam theo thời gian cũng có, nhưng mà nó có một cái gì đó thì nó không hợp với lại VCS của mình. Mình cảm giác nó có một cái gì đó mà những thanh niên ở VCS mình ít chơi vì tướng này, hay là gọi là cái nhịp giao tranh xử lý laning thì Linh nghĩ là nó không phải là cái vấn đề lớn đâu, mà chủ yếu là trong giao tranh đó thì làm được cái gì đó. Nó giống như là con Ezreal á. Con Ezreal thì có một vài những trường hợp thì khu vực khác cũng đánh ok, có giai đoạn thì ví dụ trong cái giai đoạn mà Ezreal Kama'Sa meta ở đường dưới đó, thì VCS mình không đánh và kết quả kiểu như không gây đam được á, mà chơi những con tướng như là Phaelos, Jhin, Sejuani, Kai'Sa nhiều hơn á, thì cái đó là lối chơi đặc thù của VCS mình ha. Nhưng mà dạo gần đây thì mình đang thấy là con Ezreal thì lâu lâu cũng xuất hiện, đợt vừa rồi như là có SD đúng không, đi có chơi. Tối nay xem lâu lưu đánh CB, CB là Brazil đúng không? Dạ tối nay chơi game. Bữa nay coi chung kết LEC nó đánh combat kinh lắm hả? LEC tụi nó đánh connect lắm á, tụi nó landing rồi tụi nó đánh kiểu như sao ta, cái lối chơi của tụi nó phóng khoáng, tụi đánh cũng hơi cháy, với lại landing của tụi nó cũng đúng chất tướng lắm nha, từ xưa đến giờ rồi anh em ơi, từ cái khúc mà từ xưa đến giờ luôn hả, là cái chất nó hiểu về cái chất tướng đi đường á, với lại nó có mấy cái pha mà ví dụ như là nó xác định là không phải, kiểu như nó sẽ có nhiều cái pha mà nó xác định cái đội hình của mình giao tranh tổng mạnh á, là nó ép giao tranh không à, tụi nó ép giao tranh cũng ghê á. Nhưng tụi nó thoải mái đánh rất bung tay, đánh bung tay phải trưởng. Nhiều khi ví dụ như sẽ mình sẽ thấy những cái trường hợp anh em nào mà coi cái game live ngày hôm qua của Gam hay là của Gam đi ha, thì Levi có nói một cái đoạn, có một cái khúc ngay cái đoạn mà chỗ team không có chủ động làm cái gì đó, thì thường là ra thế giới thì cái câu chỗ này nó thường là chúng ta sẽ quy chụp về cái vấn đề về mặt tâm lý đúng không? Mình không có chủ động mình làm một cái gì đó, mình không có chủ động mình BK, thành ra cái chất tướng của mình nó đánh không đúng, ví dụ như là những cái tình huống mà đánh cần phải bung tay để mà chơi hoặc là tấn công đối phương đồ các thứ đó, thì mình kiểu dạng mình ra thế giới cái mình nhát, mình đi đường mình farm hoa 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 hoa, xong đội hình của mình giao tranh tổng đẹp mình cũng không mở nữa, mình để cho đối phương mở cái bị mất thế ha, thì đánh kiểu vậy đánh không có bung tay anh em, và phần nào đó thì mình sẽ quy đổi về việc mà tâm lý không ổn định. Nhưng mà hôm qua thì Gam mới bot cái Gam live đó, nên thì bên phía của Gam cũng mắc trường hợp đó ở trong ván mấy đó, ván một ván hai gì đó, ván hai thì phải. Kiểu cái việc đánh bung tay với lại cái việc mà đánh đúng chất tướng á, là nó sẽ khá là tương đồng với nhau á. Nên sẽ lấy một cái ví dụ ha, một cái ví dụ là ở trong cái trận của Buffalo với lại T1 á, anh em sẽ thấy là Taki nó đánh rất là bung á, kiểu dạng cấp 1, cấp 2, lên cấp 2 cái flash nó quy, nó đổi spell, rồi xong khi mà nó đổi spell thì nó có cái vòng rừng của Binz xuống nó hốt thôi, thì cái đó là chất tướng của nó như vậy anh em. Chitana, Alista chất tướng mạnh ở kiểu dạng cấp 2, cấp 3, Odin có khả năng chết,
xong rồi Taki nó còn chủ động nó quy flash, nó lấy spell đổi spell đối phương nữa, thì chút nữa nó vô mấy cái pha mà nó BK thì nó có cái lượng sát thương lớn hơn. Chứ mà bây giờ không đánh những cái pha đó xong rồi để cho nó rỉ rỉa máu, hồi lên cấp 2, cấp 3 cái máu của mình còn lại khoảng chừng 2 phần 3 máu của nó full chẳng hạn, ví dụ là như vậy, xong rồi mình mất cái thế Odin lủi vô chết nhưng đần kiểu là như vậy ha. Anh có trông chờ gì vào giải trẻ của cả ba khu vực Á Âu Mỹ giải trẻ như thế nào? Reset không đánh được lối đánh macro hả anh? Macro ở đây thì không biết mọi người sẽ hình dung như thế nào, nhưng macro để macro thì mình có, nhưng mà cái mục tiêu của mình hướng tới là cái gì á, ví dụ như sẽ có những cái đây, để mình sẽ lấy một cái trường hợp này, thường là macro của mình sẽ hướng tới cái gì, macro của mình sẽ hướng tới là có một cái mục đích gì đúng không? Cụ thể ở đây là mình bây giờ dễ hình, ví dụ cho mọi người dễ hình dung nhất là ăn mục tiêu đi, ăn rồng, ăn sứ giả, và mình ăn ở cái phút thứ mấy ở tương lai, ví dụ bây giờ là phút thứ năm mình có lợi thế cặp đôi dưới. Mấy cái lúc mà Linh phân tích cho mọi người coi á là cái trận của ván 4 với lại team Well với lại team Secret vừa rồi á, lợi thế đường dưới cặp Aphelios với lại Rheta Class, thì ngay từ cái khi mà bích cái cặp đó và những cái diễn biến ở phút thứ năm, phút thứ sáu là lúc đó mình phải set cho con sứ giả rồi, trước đó họ set cho con rồng rồi, thì cái việc mà mình có thể thăm minh được súng hỏa ngục đường dưới của mình về trước hơn đồ thì mình có thể mình set tới con sứ giả là cách đó khoảng chừng 3 phút, thì mấy cái tình huống đó thì mình cứ đánh theo cái hướng đó thôi anh em. Mình cứ đánh theo cái hướng đó thôi thì mấy cái đó gọi là macro ha. À, để mình sẽ ví dụ cho cái pha này thì reset mình đang hay bị là những tình huống như thế này, xong anh em sẽ nói là không đánh macro, thật ra có macro nhưng mà cái ý đồ của họ muốn lấy cái mục tiêu khác chứ không phải là mục tiêu hiển thị trên bản đồ. Đâu rồi, đang tua nó hơi tự, hình như là nhớ có cái ván một luôn thì phải. À, ván một có coi nhiều nhiều xíu này, lắc quá ta, ví dụ cho anh em coi ha. Rồi, như là pha này. Đây, ván 2 thì phải. Đây, ví dụ như là tình huống này nè. Đây, macro nó sẽ là như thế, kiểu kiểu là như thế này. Lắc dữ vậy. Dạ. Easy chưa? Cái đơn giản sẽ là như thế này. Bây giờ mình tính tới phút thứ 7-40. Đây, mình thấy diễn biến là như thế nào. Bot của phía team Well đang thắng. Chitana đẩy đường ác, KDA tốt, trang bị nhỉnh hơn. Glory lấy được chiêu cuối của KT, còn dịch chuyển. Binz đang còn rừng ở cánh trên, lên farm cóc, lên farm bùa xanh, xong rồi để cho team đẩy về. Về nhà đơn giản. Về nhà đơn giản đảo cánh đổi lên cánh trên ăn con sứ giả, con Chitana bào trụ, nếu mà đối phương mà đẩy Kai'Sa đường dưới mình đẩy luôn con sứ giả lên nhường tiền cho con Chitana, ok không, đơn giản không, rất là đơn giản, rất là đơn giản, nhưng quyết định đến từ bên dây là thăm minh đi di chuyển xuống cánh dưới rồi bị lỡ mất mục tiêu là con sứ giả, mà đổi lấy được cái gì, đổi lấy được đúng một lớp giáp trụ, lính này đai được không, lính này đang hết rồi, họ đâu có sẵn sàng cho những cái tình huống như thế này đâu. Nếu mà họ sẵn sàng cho những tình huống như thế này á, thì họ phải tích một cái quay to, phải tích một cái quay có xe, áp lực không cho đối phương xóa cái đợt lính này muốn khai thác. Bây giờ họ muốn khai thác vào cái việc mà Slayer không có spell đúng không, để họ hủy diệt đường dưới, họ hủy diệt vô cái điểm mạnh của phía Ko'gam là xạ thủ để họ nâng lên cái sức mạnh của Artemis, để phải đánh vô cái khớp, vô cái khuôn đó. Còn ví dụ không đánh vô cái khuôn đó thì ok, bây giờ tôi ăn mục tiêu ở cánh trên của tôi còn rừng, con lập lăng của tôi câu được con chiêu cuối của Annie, dịch chuyển ngược trở lại full máu, có cái nhịp quá ổn áp,
cánh trên của mình lại là con cá sấu, có thần cá sấu đang chuẩn bị hồi. Sứ giả này free chưa? Free. Họ quyết định là họ đánh xuống cánh dưới, họ lấy một lớp giáp trụ xong mất sứ giả. Đó, macro là như vậy đó anh em. Là mình phải xác định là ok bây giờ mình làm cái gì ở trong đầu. Mình mục tiêu tiếp theo của team mình là cái gì? Ở ở khoảng thời gian tương lai á. Còn ví dụ như là pha này nha, nếu như mà họ không, hồi nãy Linh nói á, nếu như mà họ không ăn được sứ giả đó là của họ chứ không phải là của ai hết. Với những cái lợi thế mà họ đang có, sứ giả đó của họ, nhưng họ muốn thay đổi, ok bây giờ tôi không đánh sứ giả nữa, tôi đánh đường dưới, đơ nó hết phép bổ trợ rồi, tôi đánh đường dưới để tôi hủy diệt đường dưới luôn. À, xong rồi tôi tạo ra một cái thế xạ thủ của tôi mạnh hơn. À, nhưng mà nếu mà muốn làm ra được những tình huống đó phải set ok hoặc là như nào đó, thì cái đó là cái ý đồ của Binz. Và cái ý đồ đó thì trong cái ván vừa rồi thì nó không có thành công, nó không thành công. Nói chung là họ, nói chung là sao ta, Linh nghĩ rằng họ có ý đồ chứ không phải là không có ý đồ đâu, nhưng mà ở đây là họ lựa chọn một cái mục tiêu, là họ lựa chọn cái mục tiêu nó hơi khác với lý thuyết đi ha, mình hay nói là cái từ lý thuyết đi ha, nó hơi khác với lại cái lý thuyết đi. Cái việc mà mình làm những cái thứ khác với lý thuyết đó, nó có tốt hay không, nó phải nói sao ta, cái việc mà mình làm khác với lại những cái thứ mà nó lý thuyết đó, nó có tốt hay không, thì nếu như mà mình ở trong một cái ván đấu mà hai bên đều nắm chắc về cái phần mà di chuyển á, nói chung là hai, nói chung là trong một cái ván đấu mà đỉnh cao á, khi mà Genji với lại T1 đi ha, hai đội tuyển mà họ mấy cái lặt vặt mấy cái lý thuyết đó họ nắm trong lòng bàn tay rồi á, thì những cái tình huống di chuyển mà bất ngờ nó sẽ gọi là những tình huống đột biến, và những tình huống đó thì gần như là nó sẽ nằm ngoài cái sự suy nghĩ của đối phương, là đối phương sẽ không nghĩ là ok bây giờ bạn lại di chuyển như vậy, mà bây giờ đối phương chỉ suy nghĩ là ok bây giờ bot của mình thua nè, mình mất cái nhịp đường giữa nè, đối phương nó ăn sứ giả nè, thì bây giờ mình phải làm cách nào để mà khi mà đối phương ăn con sứ giả thì mình gỡ ngược trở lại, thì cái đó là đánh ở trên cái thế thua, anh em hình dung không? Bởi vậy anh em sẽ thấy là trong những cái trận mà căng căng á, hai bên mà đánh, hai bên mà top tier họ hay làm, họ hay set rồi họ hay biến số, họ hay làm này làm nọ lắm anh em, họ khiến cho cái ván đấu nó khác với lại cái suy nghĩ của đối phương á, rồi đối phương sẽ không ngờ tới. Thì cái mấy cái đó thì theo như Sọt chia sẻ, theo như cái khái niệm của Sọt thì nó là cái trích lõi. Bị khóa vinh danh đó hả? Hôm bữa bị ban 7 ngày đó. Nè. Bữa bị ban 7 ngày á. Xong rồi mở lại được cái vinh danh một sao nè. Đoạn cao này mới mở xong đó chứ. Mới mở hôm lễ 2 tháng 9 đó. Rồi ok, thì cái phần phần đó là macro cho anh em hình dung ha. Mấy team ở VSET mình macro hết đó. Đánh macro, tại vì cái khái niệm macro thì nó bây giờ nó cũng không có phải là mới mẻ gì hết, macro hết đó, nhưng mà quan trọng là cái mục tiêu của họ hướng tới là mục tiêu nào và họ có thành công hay không, và cái thời gian mà họ xác định cái mục tiêu đó có sớm hay không á, macro hết đó chứ anh em. Slider đánh như vậy ra thế giới có ngợp không anh? Hôm bữa Linh cũng có nói với mọi người là đối với Linh á, là game mùa này ra thế giới có thành công hay không thì nó đến từ cặp bot của Gam có đánh tốt hay không á. Đợt này nếu như mà Slider với lại Palette mà đánh tốt thì chắc là thành tích của Gam ngon à. Còn ví dụ như Đơ mà ra thế giới mà ngợp á thì chắc là Gam cũng sẽ bị ngợp theo á. Thể thức play in, thể thức play in hình như là có chia hai bảng xong rồi đánh đúng không? Mấy cái thể thức thì mọi người có thể coi bên kênh của anh Lu á, anh Lu làm mấy cái này. Vì ra máy bay đi Hàn Quốc chưa? Hình như là hai team Gam với lại team Well là đang ở nhà hát thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Xong rồi lên cái xe buýt 2 tầng đó. Nhưng mà thú thật với anh em đó nha, thú thật với anh em là Linh vẫn đang khá là cảm xúc với những cái khoảnh khắc mà nâng cúp, kiểu khi mà coi những cái team mà họ họ chia sẻ cái chiến thắng họ nâng cúp như nó này nè.
mình thấy nó, Ở đây mình cảm thấy mình thấy vui mình vui và mừng, nhiều thì Valet vẫn có thể có đáp. cái gì đó mình động động ở Và trong bắt lòng nha. đầu buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì trước hết là mình nghi muốn hỏi một tí. Levi, phải với bạn trước đúng không? Hôm nay thì Garmin Sport vào ngày 9 tháng 9 đã có được chiếc cúp vô Ồ địch đúng rồi, ngày 9 tháng 9, cái chiếc cúp thứ 9 rồi. chính của mình. Trong thế giới thì Garmin Sport trẻ của cũng bị của mình chờ. Ta thế giới thì hơi rõ nhất trong cái bộ và những điều cũng của mình. Nhưng mà khoảng 2 năm vừa rồi thì những cái mục tiêu đó của em nó không được thực hiện xuống. nên có muốn quay lại làm huấn luyện viên không? Nói chung là có đủ cơ duyên, có duyên thì là tùy. Nhưng mà thú thật với anh em sẽ là như thế này, mấy cái này tôi chia sẻ rồi á, nhưng mà tôi chia sẻ lại luôn á, kiểu như là ví dụ như bây giờ làm huấn luyện viên á, thì mình phải ở đây là mình phải dành một khoảng thời gian để mà mình hệ thống lại cái số lượng kiến thức. Hệ thống anh em hiểu từ hệ thống không? Tức nghĩa mình phải để nó vô những cái tủ sẵn sàng, meta nào để vô tủ sẵn sàng lại. Còn bây giờ ví dụ như khi mà mình không có làm những cái công việc về huấn luyện á, nên mình coi những cái trận đấu, khi mà mình coi tới những cái diễn biến như thế nào thì mình thấy ok, mình coi tới diễn biến này thì mình lụm ngay chỗ này lại cái, mình lụm ngay chỗ kia lại cái để mình nói. Còn ví dụ khi mà làm team rồi mình phải hệ thống lại tất cả những cái đó, nó sẽ theo những cái mắt xích rõ ràng nhất, theo cái cách nào tập luyện như thế nào. Nói chung là một khối lượng công việc cũng lớn. Team Secret đang có chỗ trống á. Nhưng mà cái câu chuyện mà Achi, sao Achi nghỉ Team Secret ta? Tại vì mùa này vẫn thấy tốt mà đúng không? Achi làm tính ra mấy năm chưa? Chắc không phải cỡ 3 4 năm ấy nhờ, làm lâu lắm rồi á. Tính ra vẫn thấy ok, vẫn thấy ổn áp, mọi thứ vẫn ổn. Thậm chí là cái mùa này có thể là không, mùa trước thì cũng tốt nữa. Nói chung là cứ tốt xong rồi không tốt, xong rồi tốt xong rồi không tốt, xong rồi tốt không xong tốt, cũng không biết sao. Nhưng mà cái ý là Achi luôn để lại cái dấu ấn của phía tiếp xúc rồi đó. Nản rồi hả? Ý là anh Achi anh nản hả, hay là sao? Hạng ba hoài chán hả? Kim cương 3 không GoPro được đâu hả? Trời ơi, người ta lên cao thủ bây giờ. Sương sương người ta lên cái kim cương 3, bro. Anh muội muốn tìm team khác để làm. Tức nghĩa, cũng nếu mà như vậy thì hợp lý. Tại vì tính ra nếu mà như vậy thì hợp lý. Thành tích như vậy thì cũng khá là ok mọi thứ, nhưng mà chắc anh muội muốn tìm một cái tập thể khác. Bây giờ có team nào cho Achi vô tập chi MBE. Mà bữa tôi nghe khứa nào đồn mà nếu mà team Secret mùa này không đi chung kết thế giới thì giải thể team liên minh, không biết có cái khứa nào đồn ở trên mấy cái diễn đàn, như là diễn đàn VCS thì phải, hay là cái group của anh Lu thì phải, tôi cũng không để ý kỹ. Cứ nào nó đủ mùa sau chắc team Secret Rain còi, anh nghĩ sao? Rain còi tại tí này bảo có team chuẩn bị bán slot thôi. Về lại Cerberus cũng hợp lý. Về Cerberus, Cerberus thì đúng thầy Ly đúng không? Về lại với lại Cerberus cũng ok. Nhưng mà trước hình như là Achi cũng làm cho bên phía của team Cerberus. Về lại bên đó. Anh Bùi kể game 4 Gam. Game 4 với lại Gam Hero rồi bích Akali xong rồi đẩy con Akali lên cho Hammett hả? Game đó là Hammett nó đánh cái Akali mà đúng không? Không đánh cái kèo Akali với lại tưởng là vô cái chỗ đó thì bích con Akali là hợp lý mà. Tại vì không cấm con Gwen. Xong rồi bích con Akali đẩy lên để đối đầu với lại con Gwen. Là về mặt ban bích thì nó
theo cái hướng đó thì ok, chủ yếu là đánh tốt hay không mà thôi, chứ mà về mặt chất tướng banh bích thì là trong cái bối cảnh đó thì Linh thấy là hợp lý mà. Nói chung về mặt banh bích thì Linh thấy là con Akali trong cái đội hình đó thì đánh với lại con đi đường với lại con Gwen thì ok. Nhưng mà kiểu như bây giờ bích tướng, bây giờ mà bích tướng á, mà hàng tuyển thủ nó kêu là bây giờ em tự tin vô cái kèo này. Giống như là cái đợt vừa rồi anh em sẽ thấy là score đó, score cái slot cuối đó đang tính bích con gì ta? Đang tính bích con gì đó? Pháp sư nào đó đứng giữa, xong rồi cho Vi kêu bích em cho Vi lộn, bích em con Kassante anh ơi, con Kassante, con Kassante lụm đi con Kassante luôn đó chứ. Mà thành ra bốn con melee hả, gặp Shinra, Wukong, Seiya nữa, bốn con melee. Còn pha đó thì nói chung là trong đi đường thì Hamed đi đường, con Akali nó không có tốt, nhưng mà vô giao tranh thì chủ yếu Levi làm hay á, với lại Hamed mà nó quái thêm một chút á thì nó sẽ ok. Anh em sẽ thấy là game đó là Levi xài con Wukong nhưng mà block con Akali mà, chứ Levi đâu có xài con Wukong mà lủi thẳng vô đội hình đối phương đâu anh em. Anh em sẽ thấy ván đó Wukong của Levi thậm chí là tốc biến R xoáy của Akali đúng không, cover cho đỡ chứ đấy. Anh nghĩ team Whale với là Gam cần chuẩn bị gì để gặp các đội chung kết thế giới? À, coi video của giai đoạn playoff của tất cả những cái đội mà họ sẽ gặp ở chung kết thế giới, coi hết video đó, coi hết, không mở Facebook, không mở nhạc, có thể mở nhạc chiêu chiêu cũng được, coi hết tất cả những video của tụi nó, cái đó là cái chuẩn bị của họ thôi. Trước thì Linh có làm huấn luyện viên, phân tích viên cho Buffalo, đợt đó top 4 anh. Nhưng mà đúng là sẽ có những cái gọi là kinh nghiệm ha. Trước anh làm huấn luyện viên có dùng DFL phân tích không? Thật ra là không, thật ra là lúc đó thì chỉ dùng những cái trang web thống kê thôi, và sau đó thì mình sẽ tự thống kê vô sổ của mình. Rồi mình nói chung là mình tự chuẩn bị mọi thứ ở trong sổ á, nếu mà viết tay, viết viết tay anh em, là viết tay cái bể tướng của tụi nó như thế nào, xong rồi mình chắc rồi mình coi cái vòng rừng của tụi nó như thế nào, là viết tay hết. Hồi xưa là bởi vì vậy nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian, và thêm vào nữa là nhiều khi là bị có một cái giai đoạn, ví dụ có một cái giai đoạn là nó bị stress và gần như là không có thể nào suy nghĩ ra được bất kỳ một cái gì luôn á, không suy nghĩ ra được cái gì nói chung là đúng là kiểu như vậy. Yếu tố tâm lý thi đấu là một cái gì đó khó cải thiện nhất, đúng rồi. Thì cái yếu tố tâm lý thi đấu thì nó ví dụ cho anh em dễ hình dung thì anh em đi học, học cấp 3 bây giờ cũng thuyết trình đúng không? Thuyết trình thì nói trước lớp, hoặc là anh em thuyết trình sinh viên thì nói trước lớp, hoặc là anh em có thể thuyết trình ở một cái chỗ nào đó nó to to hơn xíu thì phải. Rồi căn bản thì anh em thuyết trình trước lớp thì anh em cũng đã bị run run rồi. Căn bản mấy cái đó thì mình tự cải thiện thôi chứ biết giờ sao cải thiện bây giờ. Anh thấy tìm que bích con cá sấu là hợp lý.
hay là nên bích tướng thuận tay để đối đầu với lại cá sấu của Kiya. Con Kassante nãy có nói rồi đó, trong cái nhận định cặp bill năm vừa rồi đó, ở đầu video đó. Con Kassante của quỷ Spada vẫn chơi được mà. Ví dụ nãy cũng nói lại cũng hơi thấy tiếc thôi. Không phải hơi tiếc nhưng mà kiểu như là sao họ không thay đổi á. Ván 1, ván 2 họ binh cá sấu rồi thì ván 3, ván 4 họ có thể binh cá san tê xong rồi tập trung những con tướng khác ở đường giữa với lại đường dưới cũng được mà thay đổi chút xíu về cái lối chơi. Hay mà cứ bị vô con cá sấu nhiều quá ta. Nếu mà làm huấn luyện viên cao tơ rắc của Kia như thế nào? Đánh cá san tê thôi anh em ơi. Đánh những cái kèo mà kiểu dạng tự chơi sau đó có cái vòng rừng hoặc là đánh con on. Xong rồi cùng lắm là có cái vòng rừng để cho con on nó lên được cấp 4, cấp 5 free thì sẽ đánh theo cái kiểu đó. Chứ gần như là không bỏ được nha. Kiểu con sắt bây giờ nó cũng bị nộp sức mạnh đó. Chứ nó tất nhiên là nó vẫn ok nhưng mà nó tùy vào kỹ năng đó. Và bạn đã đánh cánh yếu rồi đó, thì thứ nhất là bạn có một cái phương án để có thể đánh xuống cái cánh còn lại, cánh dưới. Còn không thì ok, cứ có một cái vòng rừng cover cho cánh trên, sương sương, chiêu chiêu, thoải mái. Còn nếu như đối phương mà không có rừng á, thì rắc nó sẽ bị áp lực. Chung là tùy vô cái thế lắm, anh em nhiều cái thế đánh lắm chứ không phải là. Chứ nói suông suông về mặt lý thuyết thì anh em rất là khó để có thể hình dung. Kiểu đánh con rắc mà đánh theo kiểu của pin đó. Thì pin thực ra nó cũng đánh theo hai kiểu nha. Nó đánh theo cái kiểu là nó có thể là 1 vs 2, hoặc là nó có thể là đánh theo kiểu 2 vs 1, hoặc là 2 vs 2. Nói chung tùy lắm, tùy vô nhiều kèo lắm. Cô giáo án con Alista của The Sai với lại con rắc đó hả? Giỡn hoài. Kia nó hiểu kèo, nó xử lý kèo ok mà. Trời đâu phải tự nhiên mà Kia top tier ở đường trên đâu anh em. Ví dụ như là bây giờ á, bây giờ sẽ là như thế nào nè. Bây giờ là sẽ ví dụ ha. Ví dụ như là đối đầu với lại con rắc của Kia thì bây giờ mình chỉ đơn giản là mình coi cái chất tướng nào mà có thể đối đầu với lại con rắc thôi, đánh như thế nào thôi. Thường là vẫn có con Kassante chiêu chiêu đường trên, đối phương có thể tích những cái quay, nhưng mà thật ra thì cái kèo này cùng lắm là Kassante thua mười mấy CS, farm farm hồi thua mười mấy CS đối với Kassante nó không phải là cái vấn đề lớn đó. Cái kèo này nếu mà đánh master Kassante thì cái người mà bị áp lực đó là con sắt. Kiểu bây giờ mình đánh mà mình không có lợi thế trước con Kassante đối phương á, cái hồi vô combat thì mình cái góc của mình nó sẽ khó hơn so với lại cái góc của con Kassante. Kassante thì có nhiều cách đánh, và cách đánh mà dễ chơi nhất là chống chịu, hút tài nguyên cho team. Còn cách đánh mid play đồ các thứ nữa, W3 flash đồ các thứ nữa, hoặc là mid play nữa thì tùy vô tay to của mình. Còn con rắc thì đâu có thể nào đánh theo cái kiểu dạng chống chịu được. Con rắc thì vô combat thì bắt buộc là nó phải lòn lòn, nó phải lủi vô, nó phải e hay, nó phải nhảy vô đúng thời điểm, nó phải tốc biến ra kịp. Thì đánh con tướng chống chịu thì nó sẽ dễ hơn so với việc mà đánh mấy con tướng như là đấu sĩ anh em. Gọi là dễ hơn chứ không phải là dễ hơn thôi nha, chứ không phải là dễ nha. Không có con tướng nào đánh dễ. Đánh vô cái mức độ mà cao nhất, đánh vô mấy cái trình độ cao thì sao mà dễ được anh em. Nhưng mà kiểu dạng mấy con tướng đấu sĩ thì nó sẽ đòi hỏi mình làm nhiều thứ hơn á. Anh nghĩ đội hình của Gam hiện tại thống trị được bao lâu? Thống trị sao ta, những cái team khác nó vẫn đang bị thiếu thiếu cái gì đó. Kiểu team Secret vẫn đang bị thiếu mấy cái gì đó đúng không? Team Whale vẫn đang bị thiếu những cái gì đó đúng
Rồi, ok. Chắc vô chơi làm bảng liên minh ha. Gambit thì anh nghĩ ai mạnh hơn? Đợt này thì LEC với lại LCS còn không coi nữa, sao mà coi BG được anh em? Không có coi thì làm sao mà nói được. Ý là những giải khác thì Linh không có coi á, nên cũng không có biết là họ đánh sao á. À, đây, vô rồi. Bôi quanh trạm win tới đây. Nay trên kênh của Sọp bảo là qua Hàn đánh giao hữu xong ở lại bút cam cho tới khi đánh ASEAN. Là bút cam ở bên Hàn hay là bút cam ở bên Trung? Ghê vậy, đầu tư ác dữ vậy. Đầu chú bơ quá ha. Đủ qua Hàn đánh ở bên Hàn xong rồi tới ngày 20 mấy là đánh ở bên Trung Quốc. Trung Quốc xong rồi cái bay qua Hàn tiếp đánh chung kết thế giới. Sài Gòn Joker thất bại của WIWCQ 2016. Sài Gòn Joker năm 2016 là thua 0607 gì á hả? Là vấn đề về macro hay còn là nhiều yếu tố ngoại cảnh khác. Linh nhớ là cái thời điểm đó là cái giai đoạn beta đổi đường đúng không? Thì như lúc đó là Sài Gòn Joker thắng bằng những cái tình huống macro đổi đường đúng không? Còn ra bên đó đánh đỏ tay đúng không? Đỏ tay thì không lại với tụi nó đúng không? Thì đó là vấn đề landing. Sọc nói là sẽ được train với lại KT, DK, HLE. Ngon. Ê, tính ra ngon nha. Ủa nhưng mà trên với lại HLE luôn hả? HLE có đi chung kết thế giới đâu mà trên ta. Tưởng tưởng là những cái team mà không đánh chung kết thế giới á thì họ sẽ xả chạy á, họ sẽ cho tuyển thủ của mình nghỉ ngơi chứ. Mấy anh hàng ngày nào trả hàng hả? Dữ vậy ta. Được, nói chung qua đó bút cam luyện tập đồ các thứ được á. Rồi rồi. Sọc đội tuyển Việt Nam tại ASEAN có cần phân tích viên không ta? Má vô cái đợt bút cam này mà vô mà được bú theo ha, học được biết bao nhiêu thứ. Nó sẽ cái kinh nghiệm quý giá. Apply vô cái vị trí analyst của tuyển Việt Nam ASEAN như thế nào anh em? Như là bên bên Hàn là có Khan đúng không? Khan với lại Jepha đúng không? Analyst của team Hàn đúng không? Vô được thầy ha, bú vô được đó xong rồi thầy sọp dạy ha. Vô 2 tuần thầy sọp dạy cho top gì cái cách xử lý ở trong một team ha. Thế giới luôn. Về nhà thế giới luôn. Không mà kiểu dạng mình sinh hoạt ở trong cái môi trường top á thì kiểu dạng mình sẽ học được cái này cái nọ nữa. Đều là những con người giỏi mà. Game này có bao giờ là thừa đâu. Kiến thức của mỗi người đâu phải lúc nào cũng là full 100% đâu anh em. Kiểu như là tôi thấy á, đối với tôi nha, tôi thấy là cái game Liên Minh á thì chỉ là biết trước biết sau thôi. Ai biết trước là bố. Ai biết sau thì đi chậm hơn người ta thì nó hơi hơi khó đó. Và game nó cũng thay đổi á. Cái mạch game nó cũng thay đổi á. Ai chịu khó đầu tư thời gian nghiên cứu hoặc là ai có một cái ngộ tính tốt,
căn bản là phải trải nghiệm trong game nữa, thì người ta sẽ biết trước, người ta sẽ làm bố trước. BA có kịp bình phục để đánh với lại hàng không? Ôi, không biết nữa nha. Ơ, tính ra là hôm nay bay luôn đúng không? Hôm nay team ASEAN bay luôn đúng không? Ồ, vậy BA đang bệnh thì sao ta? Bay từ đây qua Hàn chắc cỡ 5-6 tiếng. Mai bay xong rồi đánh luôn à. Mai bay xong mốt đánh luôn à. Ok, đi với nào vậy? Đi với con gì, chắc với con Ray quá. Trận này anh thử cái kiếm điện bằng móc diệt thì quái. Không, móc kiếm điện bây giờ gần như là cái trang bị mặc định rồi. Tại vì cái kiếm điện bây giờ nó giúp cho mình đẩy đường á, thời gian di chuyển nó sớm hơn á, nên nó là cái trang bị mà mặc định rồi. Kiếm điện không bỏ được anh, chỉ khi nào mà cái kiếm điện nó phế, Riot nó phế cái kiếm điện ơi là phế kiếm điện á thì mới bỏ thôi, chứ tại cái game này là cái game mà macro, mà game di chuyển, mà game quýnh hơn người, mà có thay đổi là thay đổi vô cực kiếm bằng sát lực hay không mà thôi. Chứ bên Brazil chung kết làm sân vườn động đỉnh á, đâu đá qua coi thử coi. Brazil đông người chơi mà anh em, CBLL. Ui trời ơi. Lưu với lại Benjamin. Phải cả liền cái sân vận động. Rio de Janeiro à. Sân sân đá banh luôn rồi chứ sân gì nữa. Có cả phiên dịch cho người bị khiếm thính nữa anh em. Phải cái liền sân này mấy chục ngàn người. Này bự hơn sân vận vận động quốc gia Mỹ Đình của mình đâu. Như đợt trước nó làm ở trong một cái sân, đợt trước nó làm ở cái sân khấu trong nhà đúng không, còn bây giờ nó quất luôn cái sân vận động ơi. Người chơi của nó đông với lại nó giàu rồi nè. Brazil, nền kinh tế của Brazil chắc đứng top 8 đúng không? GDP của Brazil, GDP của Brazil 2023 nó đứng top mấy à? Tôi nhớ là nó top ngầu của thế giới siêu bờ trái đất đó. Sạc tiếng Việt đi. Nền kinh tế Brazil đứng thứ mấy? Cảm ơn bạn nào đến nếp Momo nha, Linh nhận được rồi. Trời ơi, người ta đang search Google anh bạn. Oh my god, cứu, cứu tôi.
Ôi, đứng thứ 83 trên thế giới à? Tôi tưởng là nó phải top tier chứ. À. Em đang sợ sợ Google chắc nó mạnh. Mình chơi con tướng tủng mà. Chung à. Brazil mà đứng thứ 83 kỳ vậy. Anh em search Google coi ra view nền kinh tế đứng thứ mấy anh em. Tôi nhớ là cũng phải 8 top 9 nằm trong top 10 á. Kịp gắn cái thiêu đốt, gắn cái thiêu đốt là chết luôn. Tổng sản phẩm quốc nội thứ 10 data năm 2021 à, 10 là kinh lắm anh em. Chứ làm sao mà nó 83 được, mới ra ba là cái gì coi siêu mạnh mẽ giàu đó không phải. Để cho nó kỳ vui. Không ổn rồi, không ổn rồi. Chụp lại đi.
Sometimes I swear that bird is just showing up. An enemy has been slain. Go for the eyes. We've got this covered. An enemy has been slain. Find your path. Đã về. An ally has been slain. Double kill. Nó biến hình đó hả? Nó biến hình nó sẽ hiện ở trên cái tab anh em. Bắn tướng lỏ ha. Ném quy. Rỉ rỉ máu. Má nó ném chúng có cái nguyên cục máu luôn. Ây da. Vô đây mà bú cái giáp. Bú cái giáp. Ây da. Tóc biến lộn. Tóc biến lên kích được cái nội tại là giết được rồi. Dở quá. Tự nhiên tóc biến nghe. Đó, tóc biến lên là giết kiểu vậy đó. Ừ, qua đây bro, qua đây bro. Bún. Ơi bro. Ở nhà. Nó vừa rồi hư nè, hư nè đóng băng nó lại, hư đẩy chạy lắm. Chắc ván này tôi lên giao điện xong tôi lên sát lực ha. Con ly con win của tôi counter được con ly xin đó, kiểu như nó quy hai vô thì mình nghe nó ra, mình không bị gây ra.
Mình xin đâu. Bạn ơi quýnh hết thằng này tới khác luôn á chứ. Hay ăn bún win hả? Cũng có bún miếng, cũng có bú bún win miếng, nhưng mà người ta cũng solo kill vậy, người ta cũng có làm vậy. Lúc đầu người ta mãi nói chuyện với lại anh em kinh chat, người ta mất tập trung. Chứ mà người ta cũng solo kill vậy mấy bro. Trời ơi. Vậy xe đáp chuyện ác với người ta. À, ví dụ như mai mốt mà anh em gặp tool á, anh em nghi ngờ tool á, anh em có thể nhắn tin qua bên fanpage của Linh ha. Xong rồi Linh sẽ check tool cùng với lại mọi người luôn. Bữa giờ đang chắc hai cái, nhưng mà tôi thấy ngộ nha, nó chỉ như là vẫn sẽ có những cái ông vô kêu là không phải là tôi, mà nó lộ rõ 100% luôn. Tôi đang mới suy nghĩ là hay là bởi vì do tôi làm cái video nó chưa có nhiều những tình huống lắm, nhưng mà những cái tình huống đó là tôi 100% rồi, cũng sẽ có những ông vô kêu là không tôi. Nên tôi cẩn trọng anh em, tôi cẩn trọng, tôi lưu lại cái việc play của hai ba ván nó đánh, ví dụ như mà khứa đó mà hoặc là mấy khứa nào đó mà chấm đối đó, thì tôi sẽ mở cái replay nó lên hai ba ván nó tuôn đó. Muốn chấm đối chính quyền đó. Ôi, tôi coi cả ngàn cả chục bạn video rồi chứ bộ. Xong rồi có mấy ông kêu như né như faker. Nhưng mà kiểu dạng faker hoặc là người chơi thì người ta sẽ né theo một cái kiểu khác, tool thì nó sẽ né theo cái kiểu khác chứ nè. Chứ tự nhiên mấy ông vô, có mấy ông vô nói là né như là kiểu faker hoặc pro player hoặc mấy ông khách đấu. Người ta chơi hay người ta sẽ né theo cái kiểu khác mấy ông nội ơi. Ngày xưa thì Garena thì có một cái anh là anh GM. Anh đó sẽ quản lý account rồi các thứ này nọ, skin kit rồi các thứ này nọ đó anh em. Thì ví dụ anh em bình luận viên tụi tôi mà biết được đứa nào tool nó quăng cái tên nó qua cho anh đó chết cái tool cái là dính luôn, tool cái ban luôn, tool cái ban luôn. Còn đợt này thì nó chuyển nhà phát hành rồi nên cũng tôi cũng không quen ai đó, cũng không có biết là chuyển cho ai đó. Chứ xưa có quen anh đó anh em. Hứa nào tool cứ không cần phải nói nhiều, cứ ném cái account đó cho anh đó. Xong rồi sáng mai anh đó lên làm anh đó chết. À thằng này tool. Ban. À thằng này tool. Ban. À, kiểu là như vậy anh em. Sẽ có anh GM ảnh chết lại thêm lần nữa luôn. Chứ không phải là ban bậy nha. Có chết đàng hoàng. Rồi ok. Ngày hôm nay thì nếu mà thuận lợi thì chúng ta có thể lên kim cương 2. Có một anh thảo nào report mãi không bán. Không, cái đó là ban tay. Còn report á thì nó sẽ là cấm ở trong cái hệ thống. Có. Còn cái kia là anh chất tay. Chưa đặt tên dấu tên đã DNT 10.000 đồng cho Linh. A lai zz, a nhỏ e hong dê dê. Trời ơi, chưa đặt tên, giấu tên xong rồi hỏi tôi nhớ không. Ông nội tôi cũng không nhớ ông nội ơi. Nhưng mà cảm ơn bạn rất nhiều nha, cảm ơn em nhiều.
đùa thật sự ấy. Nhớ đâu. Ủa Ráp Việt à, ai là quán quân anh em? Rider hả? What the fuck? Ráp Việt hay là Giọng Hát Việt? Để tôi sạc thử YouTube. Đồng và xin mời ông Bảo Thái. Ô, Double Chu Ti à? Giấu tên đã DNT 10.000 đồng cho Linh. 316 giây A, sao cô Hiên so đi tin you my home. À 316 hả? Rồi, cảm ơn 316 nha, 316 thì nhớ. Nhưng mà Ráp Việt là Double Chu Ti quán quân hả? Được, Double Chu Ti đợt vừa rồi hát hay mà. Mấy bài đỉnh. Tưởng 24 Karoi chứ. Lưu Ray với lại Pháp Kiều giải mấy? Lưu Ray giải 3. Ồ, vậy Milodic thì sao? Milodic top mấy? Mà nhạc của Mai hay vậy? Mình tính ra rap cái nhiều bài hay ghê ha. Rider sao quán quân được, anh em chơi tôi đúng không? Rider hát hay nhưng mà cái này rap mà. Xem trận BG với lại CFO không? Không, chưa có coi, không có coi. À, có coi BCS đâu. Ồ, có video Văn Tùng solo với lại Morgan à, để chút coi thử. Chúc tôi video Văn Tùng solo với lại Morgan. Xem trận BC với lại Sepo, không có xem anh ơi, không có xem anh em ơi. Vậy xem thử đi anh, xem trận BC hả? Tôi coi on DVR có. Ồ, Onivia có trận game với lại Team Well mới boss luôn kìa. Ok, chút nữa rảnh coi luôn ha. Rồi xong ván này đi anh em, đánh ván cuối đi, xong rảnh coi luôn. Rider. À, ván cuối nè.
anh cuối xong anh em coi video ha. Ừ, hình như là ngày mai thì tổng thống Mỹ Biden sẽ đến Việt Nam đúng không? Ác quá, vị thế của Việt Nam đã mới lạ rồi anh em ơi. Tôi chắc phải may thêm cái bộ vest để sáng ngày mai tôi đi ăn bún bò thì tôi mượn vest mới được. À quên, khỏi may, ở nhà có sẵn rồi, ở nhà đang có. Mai chắc là hẹn anh em khoảng chừng 6:30 7 giờ kém ha, thì anh em mình gặp nhau ngay chỗ quán bún riêu cô Huệ, có bán bún bò ở bên quận 4 ha, nhớ bận vest nha anh em. Bây giờ ông bích, ông bây giờ ông bích con nào? Tôi bích con win ở đường trên rồi đó, ông có cheat the phép rồi đó, bây giờ ông bích con nào rồi? Ây chóc, ông chết với tôi. Cảm ơn 316 nha. Chưa đặt tên dấu tên đã DNT 10.000 đồng cho Linh. Làm sao đờ đét tên ZA lúc donate set a tên lúc donate. Đặt tên lúc donate chắc là em sẽ vô cái website WeScan, xong rồi em sẽ đăng nhập bằng số điện thoại của em. Đó. Nhưng mà lúc đó thì nó sẽ donate, nó sẽ hiện ra tên. Ồ, nhưng mà WeScan bây giờ nó không cho đăng nhập bằng Facebook nữa. Đùa. Email hả? Ồ, trước đây tôi đăng nhập ở trong WeScan bằng Facebook không? Skin này đẹp ha. Đam quân kia. Đam quân gaming nhỉ. Chết the fact. Rồi, ván này xin mạng phép kết thúc giai đoạn đi đường với ba sát quay tróc trên tay. Mạng phép nha. Không, Rmail. Fanboy của Rmail à. Ủa nhưng mà ví dụ như là sau này á, ví dụ như là có anh em nào mà lùng lùng giống tôi không? Tôi cao 1m67, 66, 67 gì đó, cỡ cỡ đó. Để tôi chỉ cho anh em một cái cách để anh em có thể tán gái những bạn gái mà yêu cầu bạn nam cao trên 1m7. À. Ok, ví dụ như anh em lấy ví dụ là tôi đi. Tôi cao 1m67. Thì nếu mà bạn gái yêu cầu trai cao hơn 1m7 thì anh em cứ tự tin lên, cứ nói với bạn gái là bây giờ em lấy 1m67 trước đi, em sẽ bù thêm 12cm vào dịp khác là ok nha anh em ha. Không phải sừng anh em sao nhờ, sừng cái gì đùa thật sự luôn. Đùa chứ anh em, bao nhiêu tuổi rồi, đùa thật sự. Ờ, tính ra mấy anh em trong trắng quá, chết mẹ, có mình tôi bị hack khóa. Showing off.
We're in this together. Demacians are no easy prey. Hay quá, farm ok quá. Vừa kịp lát hết con lính anh em. Ưu tiên farm lính đi, không ưu tiên cấu rỉa máu nữa. Farm lính là trên hết. Ồ, má vừa mới nói xong mất con lính luôn. Mất thêm con nữa luôn. Hai con nữa luôn. Linh có chơi Con Dragon không? Con Dragon là cái gì? Không, chưa nghe. Là game thể loại gì trên điện thoại à? Linh ít chơi game trên điện thoại lắm. Điện thoại chủ yếu để coi phim để điện thoại được chủ yếu để lướt Facebook, coi TikTok. Ủa có Lee Sin trên đây anh em ạ. À? Em mình cứ chiêu chiêu đây. Val stealing all the glory again. Ồ, chém trúng à. Hết rap Việt rồi, buồn quá. Như mai mốt sắp tới có cái chương trình rap Campuchia anh em. Hết rap Việt. Cái Campuchia luôn á. Rồi ra Campuchia à, hơi đỉnh nha. Tại cộng đồng Khmer nè, đông lắm. Cộng đồng ngữ hệ của Khmer. Thái Lan, Lào, Campuchia đúng không? Nó lát. Thằng chó này farm một vòng rừng rưỡi nó chưa về nữa chứ. Và đó nếu mà tôi lát luôn là được rồi. Tự nhiên tôi ham tôi đặt e á để tôi tiết kiệm cái lát của mình đó. Dẫu quá. Thằng này nó pha một vòng rừng rưỡi xong nó vẫn găng tiếp chứ nó không về. Chơi game kiểu gì mày? Mày chơi cái dòng rừng kiểu gì vậy? Rồi sao? Rồi sao? Bắn lính chạy nhanh. Ôi, đánh trúng.
Lee Sin bại cốc rồi anh em ơi. Bây giờ để ý con Twitter Fest ở trên màn hình nữa là được. Fest chắc xuyên với bot rồi. Ông hiện donate hả? Kim Hồ donate qua player đua hả? Như cái player đua anh không mở hay sao? Ơ sao nó không hiện ta? Cảm ơn Nhi Hồ nha. Ngọc dạo này ổn không anh? Kinh nghiệm 12cm bản thân. Ngọc dạo gần đây hình như cũng ổn áp nha. Càng ngày càng xinh đẹp. Ờ, thấy tính ra Ngọc càng ngày nó càng xinh nữa nè. Bé nhà ai còn ai cao ráo thật sự. Ừ, Ngọc nó theo học ngành kịch nói sân khấu điện ảnh. À, sân khấu điện ảnh chứ không phải kịch nói. Lên đây phải nhắn. Né mắt nữa. Nó mâu thuẫn rồi anh em ơi. Tôi ra găng mid pha đó là nó mâu thuẫn rồi. Má à, cái nó chửi còn ai chốc. Sao mày để cho nó đi mày không binh. Má mày chơi game vậy hả? Xong còn ai chốc nó sẽ chửi ngược trở lại. Mày chơi con cheat phép mày nãy giờ mày không xài chiêu cuối. Nó còn nó không flash nè. Mày nãy giờ mày không ngăn cho tao. Mâu thuẫn nội bộ. À, team tôi được lợi. Trong hai thằng nó cãi lộn với nhau. Xong rồi nó má con chó mày mốt tao đéo lên găng mày nữa. Kiểu là như vậy. Xong rồi tôi chơi một mình ở đường trên với lại con ai chóc. Ok không anh em? Ok ha. Ê ông má nó đánh tay nội tại đi. Đau quá. Tao một tè le. Một con xe rồi. Quay này có con này nên mình không có ở lại được. Ở lại nó đẩy vô rồi. Này nó có thể đai mình luôn á. Rồi chưa? Tôi chạy cái hướng ngược lại. Ơi! Ô má đất tăng. Má mình đã outplay mình chạy cái hướng ngược lại rồi.
Khứa này nói chung là nó cũng tỉnh, nó thấy tôi mất e cái nó vô lụm tôi. Tôi vô tôi lụm Lee Sin nè. Đá rờ đi. Đá rờ tao đi. Luôn nó được không? Lột gì ấy? Thứ này hài. Ba đó về là đâu chết đâu hả? Trời ơi. Cái câu chuyện là về thì ai trả về được á. Mình đánh kiểu dạng mình có khả năng mình solo kill nó, mình mắc binh mình solo kill thì mình chơi đó anh em. Quên, mắt tím của tôi đang ở bờ sông vẫn còn. Xém chút nữa cắm phía mắt này. Em quay nữa nè. Anh em vô cực ha. Đêm bạn là mâu thuẫn với nhau rồi. Nếu bạn chết là phép nè, bạn mâu thuẫn với lại đồng đội rồi. Chuối phi à, đây cũng ra farm ông nội. Cũng ác lắm, cũng có tầm nhìn, cũng gọi là tự lòng thôi. Tốc biến Lee Sin, tốc biến Lee Sin. Tự lòng bạn thôi chứ. Bạn có mắt ở đó tôi biết anh em. Kiểu như con sập của nó mới đi ngang qua cái chỗ đó mà. Nên mình di chuyển ở trong cái tư thế là mình đi qua tầm nhìn đối phương á.
Quay này farm không được đó nè, quay này farm ở lại mình chết. Không ham được quay đó hả? Thanh niên lên nguyệt đao hả? Chạy. Trời ơi. À sao nó trâu dữ ta. Bắn nó cảm giác không thấm, không vô máu chứ tôi cũng nhiều đam mà. 170 đam bắn không. Dữ người ta. Đó, mình tưởng mình mạnh đó nè. Mình vô mình tìm nó. Trời tội nghiệp chết cà phép quá. Hay. Quá khó chịu. Kiếm điện không đủ đam á hả? Nó có chiều cuối. Trời bắn à, triple kill miễn phí không nói. Được. À, tôi đổi mắt lên cao xíu rồi. Đổi mắt đây dễ bị phá lắm ha. Mắt nếu mà mình giữ mắt bên kia thì nó không bị phá, nhưng mà mình đổi mắt lên cao thì sẽ bị phá. À, quay lại ăn con xe xong về. Quay này phải lùi xíu ha, nhưng Sister Fate nó có thể rờ lên. Mình đứng cao hơn mình chết. Chỗ này có thể đi qua tầm nhìn của nó. Đi bạn ơi. Ok. Trời nó chói chúng hai đứa luôn kìa. Thôi về đi mấy bạn. Đánh hồi tôi lên kim cương 2 bây giờ nè. Kiểu dạng tôi xì bam con win này. Kiểu dạng tướng tủ á. Xì bam thì tỷ lệ thắng của mình nó cao á. Dữ dằn vậy sao? Tun hả? Aphelos nói Jin Tun hả? Tun ông nội. Cứ này như tôi gặp mấy lần.
GG. Và vô con tán vừa rồi là do con Yumi nó bước chạy cũng nhanh. Để coi mình coi ván khác của nó khứa này coi. Kim Cương 3 nè, Jihin nè, ACE nè, Jihin ACE. Tại vì khứ này tôi gặp mấy lần rồi, ý là chơi game đồ các thứ cũng gặp mấy lần rồi đó. Có kỹ năng định hướng không? Đây, thử coi thử ván này ha. Ván này có lắc, không có Yumi búp, mà khứ này cũng đang xanh nữa. Để chắc vô thử coi. Ok, ván thi đấu này thì anh em mình cùng kiểm tra coi Jihin, ủ lộn con Jin này nó có sử dụng phần mềm thứ ba để chơi game hay không ha. Nó load nhanh dữ vậy. Chạy ra đường giữa. Rồi, mình vô tới giai đoạn đi đường. Bên kia cặp boss không phải giúp rừng. Ken tự ăn mình di chuyển ra trước, lợi thế lúc đầu. Có một chút mâu thuẫn. Có cái pha đầu tiên là mình đang thấy có một cái chút mâu thuẫn giữa cái việc mà muốn lát hết con lính với lại việc mà né chiêu. Nó khiến cho thao tác nó bị giật giật. Có một chút mâu thuẫn ở trong hai cái phương án xử lý. Một là người ta chạy luôn hoặc là như thế nào ha. Pha né quy của quy này thì sao? Thao tác thì đang thấy rất là bình thường ha. Chúng chiêu. Ý là kiểu dạng thao tác chơi game thì thấy bình thường. Cá nhân tôi thì tôi chưa nghĩ là thanh niên này tool đâu. Tại vì tôi gặp mấy lần ở trong ranh rồi á. Mid click. Vẫn chúng chiêu đồ các thứ bình thường. Giai đoạn này chắc là giai đoạn đầu. Nhiều khi có những cái thanh niên mà kiểu dạng mở tool đồ các thứ á. Tốc biến hồi máu né chiêu khá là nhanh. Nhạy cảm, chúng đúp, chúng cảm bình thường. Ok, né chiêu bình thường. Để giật giật ngược trở lại xíu. Khi mà có được cái giày cuồng nộ coi. Không lên giày trước. Kiểu dạng thấy thanh niên này đang đánh bình thường á. Nhưng mình tu tu xíu coi. Giật bình thường anh em. Lên xuống bình thường. Âm minh bình thường. Cái pha lách này cũng hơi hay. Pha lách góc xéo. Mấy pha lách góc xéo như thế này thì nó cũng hơi ảo. Nhưng mà cái kiểu như là tư duy chơi thì ok. Đối phương có sụp ở đây, núp ở quốc sai. Né góc xéo nè. Bắn nè. Kiểu dạng cũng chưa có hành động gì lạ. Ok. Né chiêu. Không, cái win này, cái win này của con lắc là nó không có trúng nha. Nhưng mà anh vẫn né. Ý là cái này là cái phản xạ né thôi chứ không phải là cái tool đó. Cái tool thì khi mà cái hitbox chiêu của đối phương nó không trúng thì đâu cần phải né đâu. Thấy đánh bình thường mà anh em. Rồi, đối phương AFK tận dụng cơ hội liếm mạng ở đường dưới. Né tốt. Lập ơi, ở này chúng chiều. Né.
Sao ta? Né chiều. Đối phương AK vô lùm. Hưng phấn chạy, kẹt lính. Ồ. Oh. Cái khúc này thì cũng mà nói chung là né cũng dẻo. Ok, đủ đam gây sát thương đối phương, không cần né này. Có một chút, thật ra cái pha BK vừa rồi á. Cái pha BK vừa rồi nếu mà tay to thì mình không nói, nhưng mà có một chút gì đáng nghi vấn ở trong cái thuẫn BK vừa rồi, ổng né. Ổng né ok. Sau này pha chính khóa ánh sáng. Bình thường chính chưa bình thường. Xử lý tốt anh. Bắn cái giật bắn ở phía sau lưng bình thường ha. Tầm này tôi nghĩ không có tool đâu. Dưới 10% á anh em. Sẽ có những tình huống ổng né ảo, nhưng mà kiểu dạng tay to thì vẫn né được theo kiểu đó mà. Này có tốc biến nè. Tốc biến né chiêu rồi, chuẩn rồi. Ok, trúng cái chiêu cuối, chuyển súng thường. Giật ngược trở lại. Né đúp. Giật bắn. Thật ra tôi thấy né bình thường á, tại vì trong một cái pha giao tranh dài hơi, nếu mà tuôn thì ông sẽ tuôn hết. Còn ví dụ như là những cái tình huống này thì kiểu dạng á, tôi nghĩ là ông né tay, né bình thường á, nên người đâu phải tuôn. Không tuôn đâu anh em. Chiều nè. Ok, chạy lên mé nè. Chúng quá. À, không có tool đâu anh em. Bình thường á. Còn bây giờ ví dụ tool sẽ như thế nào? Cái né mấy cái đó là bình thường ha. Còn bây giờ Linh sẽ ví dụ ha. Đây. Serat 3 ngón nè. Nè. Đây, ví dụ nè. Đó, giật. Sẽ có mấy ông kêu là thói quen những S, giật. À. Né chiêu làm choáng đó, né giật nè. Có ai mà ly chuột mà giật như vậy không? Đang BK phím tay trái để WE, xong rồi nhấn nút S giật không? Nè, giật nè, khựng lại giật, sát bách rách về nè. Vậy đó, mà nói tuôn không chịu. Đó, bắn quy một vô ổ lộn R1 phía bên đây, xong R2 chuyển qua phía bên đây. Bắn kìa. Hay là cái pha này nhìn nó tục nhất nè. Rồi. Đây, hay ví dụ pha này. Đó. Có ai né theo cái kiểu đó không? Né kiểu dạng giật ra một nhịp. Người ta di chuyển chuột 2-3 bước, xong người ta quay ngược trở lại. Ông né cơ. Con mẹ.
đi còn giật giật nữa. Xong rồi dòng ngược trở lại né e của Vladimir nữa, trúng cái bom khói xong tung chiêu nữa. Ôi trời trời, lộn mẹ. Thì anh em coi trong trường hợp này nó có tuôn hay không. Hello. Đó, hay là ví dụ pha này ha. Hay là ví dụ nhìn vô cái pha này nhìn nó ngu lắm nè. Nè, cái này là cái kiểu như cái xung đột giữa cái thao tác tay với lại cái tool. Nè mọi người coi nè. Đó. Nè bây giờ ổng nè, ổng đang muốn lách hết con lính nhưng mà cái tool là kêu né ra khỏi cái e của con Serat đi. Đứng đánh tay ở đây con lính thì chết hả? Né ra khỏi cái e thì ok mới quay trở lại đây. Kiểu như là không biết sao nữa, nhìn vô mấy ông cũng không biết sao nữa. Chịu. Tool nó sẽ như thế, anh em sẽ có mấy cái pha sẽ có những cái tình huống mà mình có thể chắc được như vậy. Ví dụ thanh niên Rmel này thấy đánh bình thường mà. Quỳ. Rồi. Hãy coi Hứa Văn Tùng solo với lại Morgan anh em. Với sáng nay phải ngày mưa và ngày Morgan. This Morgan ơi, sao cấp độ 5 rồi chuyển thành hình dạng phem dọc nữa. Ngày Morgan có cái giống tôi là thói quen mở tab nha, cấp độ 5 cắt lên làm choáng. Ui ố sắp Văn Tùng không cắt ngược trở lại. Morgan hết chiêu mà cắt ngược trở lại gây đam chứ. À, bây giờ gây đam thì bị ăn cái quy của Morgan. Ok. Morgan đang tính cái quay xe sẽ lên cấp độ 6 trước. Ngày mưa bắt đầu làm choáng. Morgan cấp độ 6 rồi. Kích hoạt tầng 6 tấn công ngày mưa, lùa ngày mưa, làm choáng nhận nộ, đẩy cái thiêu đốt. Ngày mưa đang hơi mũ. Bây giờ đang chuẩn bị hồi lại cái combo. Ngày mưa lên 6 được không? Ngày mưa tốc biến làm choáng. Ây da, lên cấp độ 6 rồi, tầng 6 trả ngược trở lại. 9 seconds. Xong quảng cáo luôn. Ở sao dạo gần đây hay tôi coi cái mấy cái YouTube nó hay có quảng cáo ta. Ủa giờ sao đây? Ê, dạo gần đây hay coi Facebook nó hay bị quảng cáo ta. Trước tôi nhớ tôi coi đâu bị quảng cáo nhiều đâu. Morgan xém chết. Như vậy ngày Morgan quyết định là khởi đầu bằng một cái dây thép gai, còn ngày mưa như khởi đầu bằng một cái tù và. Ngày nhá cái icon. Ok, ngày mưa ăn xong cái đợt lính đó lên cấp độ 7. Thiêu đốt của Morgan sẽ hồi sớm hơn ha. Câu chiêu ác thật sự. Rồi cấp độ 7 nè, tam lính trong trụ không bị mất lính. Nice. Ngày mưa đang có một cái lượng nộ khá là đẹp dành cá sấu của mình. Ủa không biết kèo BO3 hả? Căng. Pha này đang căng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là các linh trang bị nó sẽ thể hiện cái chỉ số của hai cũng sẽ khá là khác nhau. Morgan sẽ thiên mệnh số phòng ngự hơn, vừa có pha làm choáng cắt về, quyết định là đang trao đổi nhẹ để chờ đợi thằng cá sấu hồi lại, vẫn đang lao lên. Lúc này thì lượng độ của Morgan đang nhỉnh hơn một tí. Ngày mưa mất thế rồi, quyết định rút lui.
Là Morgan sắp có thần cá sấu rồi. Sẽ có một khoảng thời gian mà thần cá sấu của Morgan sẽ hồi trước so với lại chiêu cũ của Tùng. Hiện tại thì cũng đã đầy đủ hai phép hỗ trợ cả Tốc Biến và cả Thiêu Đốt rồi. Tùng hết nộ rồi. Với lượng nổ trội hơn và cả thần cá sấu sẵn sàng, trên Morgan đang đẩy Tùng ra khỏi được lính. Tùng đang phải đứng khá là xa phía bên ngoài. Nãy giờ thì cũng bị deny khá là nhiều lính. Trời, kèo này khi nào solo kill? 100 lính không? Về chỉ số lính thì hiện tại là đang đi được nửa quãng đường rồi. 50 rồi. Đang 37 chỉ số lính. Ủa, 37 hả? Tưởng 50 lính rồi. Tùng đang không có nổ. Morgan thì đã có ý định sử dụng điều kiện thắng là trụ. Tắt chứ bạn nghe thông báo này. Tắt rồi, tiếp tục một mình thôi. Nè, tắt cái này. Lúc này thì như cả chiêu cuối của Tùng cũng đã hồi lại luôn rồi, sẵn sàng để có thể câu pha mà cả hai đều có thành cá sấu. Sao quýnh chăng dữ vậy? Ây da, làm chẳng lính. Một gần mất đúp rồi kìa. Tùng cắt lên, Morgan quyết định sử dụng 2 e lui về. Tùng đang lời lính, lời cả nổ luôn, Morgan mới chưa tích nổ được. Đợt lính này hơi nguy hiểm nha Tùng một tí, tại vì nó đang khá là cao. Ừ, nên chưa, ăn xong đợt lính này Morgan lên cấp độ 11 nữa. Có dấu hiệu lao lên. À rồi, lấy cái giáp cốt. Rồi khi nào mới vô mấy ông nội? Cấp 11 luôn rồi. Vô đi. Trời, tôi mất kia. Farm, ok. Ok, xoáy đẹp. Bây giờ hai bên đủ hết luôn ha. Đủ spell, đủ các thứ hết luôn ha. Sách làm choáng lên. Ô, không mất máu nhiều quá ha. Tùng làm choáng. Hai bên cắt vào sắc mề. Ok, muốn ôn lên rồi. Chưa. Đang đợi hồi chiêu. Tùng là người vừa làm choáng. Morgan hồi đủ chiêu. Tùng rút về lấy máu. Máu thì hiện tại Tùng ăn nhỉnh hơn, tại vì về mặt trang bị Tùng có cái hồng nồng nữa. Tùng bật thần cá sấu, Morgan cũng bật thần cá sấu. Ôi đừng rồi anh em ơi. Morgan để những người đang lộ máu hơn. Morgan đang để cái làm choáng ngộ. Làm choáng ngộ rồi. Tùng cắt về phía sau. Máu hai bên khá là tâm bản. Tùng lên đây. Tất nhiên nhất điện rồi. Dùng hết bộ kỹ năng luôn, ba chiêu đều không có hiệu quả. Morgan bây giờ đang lời chiêu. Anh chào chiêu một tiếng lên. Quy 2 không thấy trong tầm nhìn cho nên là chúng ta không biết là trúng hay không. Mình đã trúng quy đầu tiên của mình rồi. Kèo này kèo thuận tay cho ngày mưa đúng không? Khoảng thời gian sắp tới thì sẽ là lợi thế dành cho Morgan bởi vì quy hồi trước. Trúng. Tùng cũng trúng quy 1. Hay. Hay. Ấn tay nội tại. Quá nhiều rồi. Phải bắt buộc rút lui về phía sau. Ghê. Rồi Tùng cũng đã full combo trúng hết cả Thiêu Đốt. Nó ngu gần rướng cái đánh tay nội tại ác kìa. Tùng hồi chiêu hết rồi, đang chuẩn bị lấy thế ép góc. Tùng còn 12 xuống trúng điện. Morgan sử dụng sinh xích luôn rồi. Ngã cái đúc. Hết 13 đồng. Ui, tóc biến luôn vậy. Morgan đang lời máu, sử dụng tóc biến đó. Quyết tâm dứt điểm sớm tập lê qua này, nhưng Tùng đã lui về được. Bắt buộc phải di chuyển ra khu vực lấy máu. Lại có Quy. Quy 2 không trúng.
tuôn lỗ máu hơn khá nhiều rồi. Đằng dưới vậy ta. Một gần ép xe của Tùng. Tùng cũng đổi quy một thành công. Lượng máu thua rất nhiều cho anh Tùng sẽ không thể nào có một pha giao tranh được hiện tại được, mà phải đang chờ đợi những cái điểm hồi máu của mình. Để không đánh lính được cũng đang khiến cho Tùng gặp khó khăn trong việc hồi phục. Căng dữ người ta. Rồi bây giờ Tùng chắc là hồi lại khiêu đốt rồi đúng không? Chặt quy ba thành công. Bị thiêu đốt. Hay. Cũng ba gia xua hả? Ba sao lỗi cái đồ thì bao gần rất lời máu. Bây giờ ngày lướt. Lốc từng gió chặn cả hai đều sử dụng tốt. Vẫn chưa có cú lốc thành công đâu cả, với tổng sử dụng từ gió tốt của cả hai. Nhưng mà Tùng đang lỗ máu hơn rất nhiều. Với liên tục chuyển Tùng chọc quyền chính xác của bao gần. Tùng là người đầu tiên có cú lốc thành công. Và lượng máu này Tùng đang rất lỗ. Lấy luôn giáp gió, Tùng vẫn kịp ăn máu. Chị vẫn bị chọc. Trời ơi, ngoái ngày vừa đông vừa né chiêu luôn kìa. Ác vậy. Trời, mô gần múa da xua căng dữ vậy. Áp lực rất lớn đến từ mô gần thời điểm hiện tại. Lóc cực kỳ chuẩn xác. Lóc thắng nào thôi. Tùng chỉ còn khoảng chừng 50% máu mà thôi. Morgan đã sử dụng lưng từng gió. Morgan đang cầm lóc. Lướt nhẹ ha, lướt lên xong đâm ha. Lên xấu rồi. Mà Tùng như đánh giá xu không nhiều á. Trường hợp bị lóc trúng là khả năng cao là Tùng đi. Máu khá thấp rồi. Lướt lớn rồi, có dâm tốt. Đang lướt lên, lướt về, mất luôn giáp gió. Tùng là người hấp tốc thành công, sử dụng cắt tối như Morgan làm pha ác vậy. Mẫu khá thấp rồi. Có giáp tốt. Tùng vẫn đang lướt lên. Every flat. Mất luôn giáp gió. Tùng lại hấp tốc thành công sử dụng các tổ như đó. Rất chậm mạnh. Tỷ số cuối cùng của Barcelona là 2-1. Morgan làm pha ác đạn. Cái pha vlog vừa rồi anh em. Em vlog đâu có gì anh em coi Sipo hả? Lần này đâu có coi Bset đâu. Làm tiếng Bset trên với lại Gam. Này trên với lại Gam chắc luôn. Vít cái đội hình có thiên hướng khá là giống Gam ha. Đây có người quen Poppy, Nautilus, Seiya, Azir, đội hình hai bên. Căn bản là cảm giác bên phía của Sibo bích cái đội hình này khá là ok. Ok đó nè. Landing thì họ có hai đường thắng, đường giữa với lại đường trên. Chưa tính vào rừng, áp lực đến từ rừng cấp độ 3 cũng mạnh hơn nữa. Lilia cấp độ 3, Lilia thì nó hợp với lại team fight giao tranh hơn. Còn con Poppy thì nó có thể là đánh vô rừng luôn em. Nhưng mà tùy vô landing. Boss thì rêu với lại cây xa chắc nhịn hơn. Ui, boss đùa kill luôn á chứ. Rêu với cây xa nhịn hơn ha. Rêu mưa kiếm, lộn cây xa mưa kiếm luôn. Nhịn hơn luôn.
First blood comes out bottom lane. If they need it, obviously Junji can hover to try and get this push into the tower. Take a look at the replay though. Làm chán lên nữa. Đây CUC lỗi. Phải đó đứng để cho ăn full cái combo đến từ AD sập bình kia luôn. Even traded back in Ignite for a little bit of fun, but I think it synergizes very well. Now big wave here for CFO, forcing Waku away without the flash. Rồi, Bobby xuống lùa, đại trụ. Này là cái sức mạnh của Bobby anh em, Gemini. Còn cái kèo Azir với lại Jay ở đường giữa, kèo này khó cho ông Jay ha. Rồi tùy trình của ông Jay. Ghê vậy, mới giết boss xong chạy xuống dưới boss lăn tiếp thêm pha nữa. 2 đánh 2, 3 đánh 3 thành công. Lilia cũng farm đây luôn, out farm của Junjia. Junjia này phải dự bị cho EDG ngày xưa đúng không? Kiểu như nãy là khi mà Bobby nó chạy xuống cánh dưới thì nó bị lụm không, Lila nó alpham đối với những mẫu chất tướng mà lù đù như Bobby hoặc cần reo rồi các thứ. Mỗi con tướng thì nó sẽ có cái điểm mạnh riêng, thì đánh theo cái kiểu này là ok ha. Kiểu dạng Lila thì nó đánh sẽ out jungle á, xong rồi nó sẽ cưng bản chất của con Lila là nó sẽ cưng sát thương luôn á nè. Vô combat chỉ cần nó xấy đẹp rờ đẹp. Còn Bobby thiên về cái cách vận hành khác. Mabo đang không thua nè. R2 vừa rồi hụt rồi. R3 thì trúng. Mabo landing ổn nè anh em, không có thua nhiều á. Không thua luôn chứ không phải không thua nhiều, không thua luôn. Rồi khúc này dây nó khỏe nữa, rỉ. Kèo này nếu mà đánh kiểu cũng không có biết căn bản anh em. Tại vì bên ABL đánh con dây thì với rookie ông với scout với lại Nai thì đánh con dây này thoải mái. Bên LCK thì họ đánh dây thua Azir. Bị áp lực rừng nữa. Rồi về mặt căn bản 1-1 thì Nazi nó đè lên hơn vài chục CS. Tùy trình xây ha. Trời, Kai'Sa lên về pháp sư trước luôn kìa. Xác định vô cái con dây với lại Kai'Sa rỉa máu đúng không? Con vừa có khả năng team fight với lại Reo, Lilia, Kassante, xong vừa có cái khả năng rỉa máu của dây với lại Kai'Sa nữa. Nếu cái công đó thì giai đoạn về giữa nó khỏe nè. Giai đoạn mà kiểu dạng 2 đồ như thế này á. Không, khúc này mới 1 đồ thôi. Nhưng mà giai đoạn 2 đồ nó rỉa máu khỏe lắm. Mà phía bên đây mở cũng không phải là quá mạnh. Cover ăn đồng ok ha. Giải tỏa được các bực đồng 3 ha. Đường trên thì đang thắng nè. Rồi quen lấy được trụ nè. Ô team fire. 5 đánh 3 rồi. Đẩy vô team fight 5 đánh 3 rồi. Ý là nếu mà bị khép cái đường về ở trong tình huống vừa rồi á, tại vì con Gwen này nó đang chạy xuống dưới á, bắt buộc là phải đi cái đường xa á, tự nhiên kéo vào đó đánh vào đó cái thành ra cái thế 5 đánh 3 luôn rồi. Quẹt vừa rồi xém chúng. Khó. Tại cái pha vừa rồi là xác định là ăn đồng là chắc chắn là mất cái nhịp ở đường giữa. Nhưng mà họ muốn về cái đường kia nữa xong rồi thua pha giao tranh này nặng ghê luôn á. Pha giao tranh này tự nhiên Kai'Sa xanh. Nó pop cho đừng hỏi. Pha vừa rồi là thua nặng lắm luôn rồi anh em. Trước đó thì họ đang có cái kèo đẩy lẻ ok. Con Gwen này nó ok. Nhưng mà bây giờ kiểu như là cái bộ tướng của phía BG nó mạnh hơn á. Ồ, ép Baron. Oh my god, they don't see it. This Baron is so low. In goes Rest, he finds out the health with that Twilight Shred. He can't take any damage.
but it is the Baron picked up by PSG, and a three-man mega storm. Jimmy and Wolf, that Empress Divide, trying to answer back. Are you trying to Ừ, hai đội này đánh chất tướng combat, cái góc combat cũng chuẩn. Này thì mình đang coi highlight nên chủ yếu mình coi những cái góc combat. À, vừa rồi thì bên phía của Sibo pha đó bắt buộc phải rút sâu về trụ trụ hai đường giữa đó. À, mình đâu có mất cái nhịp tham binh đép trụ một rồi. Đối phương chặn đầu, tự nhiên vô pha đó Sibo đánh pha đó lỗ. Bán hai hả? Không có thanh tẩy hả? Và cô lấy luôn cái tốc hành. Hai bên bích team fight không ha? Đánh này hai bên đều bích team fight hết đó nè. Nhưng mà bên phía của BG thì họ sẽ có một cái lợi thế về cái cặp top rừng. Mid cũng phục vụ cho top nữa. Talia sẽ mạnh hơn Azir về cái khoảng di chuyển nè. Nó sẽ có khoảng trống để mà nó roaming. Tốt, tốt, băng trụ tốt. Waco có điểm hai cục không? Không đủ luôn. Tưởng tất cả mọi thứ tốt rồi chứ. Nãy thấy Rakan hất được hai người. Quăng địa chấn đâu. Ui. Này team BK căng lên nè. To play, they would be very happy to do so. PSG, though, wisely, they give this one up, say we want a little bit more time, maybe. So this Herald will get to charge, but I think all the gold is going to go to Sedge. Oh, they missed the knockout. Ờ, khúc này Seja nó đang khỏe quá trời kìa. Vô combat nó có được hai sát rồi. Khúc này thì bên phía của Sibo đánh giao tranh hơn xạ thủ á. Mà cái đội hình này cũng đang có dàn trắng tốt nữa. Rail, Nautilus, Tassante. Bán này đánh tới khúc này chắc là bên phía của Sibo nếu mà không mắc sai lầm á, cứ đánh xương xương ép vô giao tranh thôi. Cái pha này thật ra Cassante nó bị găng, nó không phải là vấn đề lớn ha. Tại cái vấn đề lớn bây giờ á, là bên phía của BG họ đép như thế nào ở cánh dưới á. Nên cái pha này Cassante bị găng bình thường á. Kiểu nó không có lỗ cho bên phía của Sibo á. Xạ thủ của họ vẫn free, vẫn farm, vẫn out đồ. Ôi ôi, giật e tốc biến ác. Còn R luôn kìa. Đúng không? Cassante đứng cao rồi. Chạy đi. 1, 2, 3. Bức rù đường giữa. Khúc này chắc chưa xài tiền, khúc này mới lấy trụ đường dưới ha. Chưa xài tiền á nè. Nhưng mà về mặt căn bản thì cũng đang có lượng trang bị cũng khá là ok ha. Trời, pha này mà BG mà nhường được cái double kill cho con Aphelios là ngon, nó sẽ rút ngắn được cái khoảng cách chênh lệch của hai xạ thủ. Chứ bây giờ hai xạ thủ vẫn đang chênh nhau nhiều quá. Đánh sứ giả thôi, bên phía của Sibo đánh sứ giả thôi. Có trụ đường giữa rồi nè, đang dịp tốt nè. Rồi. Cái pha mà Junjia đáng lý ra nên nhường cái điểm hạ gục cho Waco. Cái pha đó là con Cassante nó chết chắc ở phía bên trong rồi. Không biết sao mà mang cái điểm hạ gục đó. Để cho Ngafe có cú double kill trong cái trường hợp vừa rồi là ngon.
I think PSG. The gold is relatively even. I think so much of that gold is just centralized on the Azir, which feels. Kéo luôn à? Kéo đánh luôn à? AD chưa có vô vị trí combat á. CC mở mấy pha lỗi vậy. AD không dám bắn luôn kìa. Đừng kéo pha đó cái bị mất tầm nhìn luôn. Ừ, vẫn giữ đường Baron. Waco and Maple aren't able to get there just yet, and four members strong up on this bottom side. Smite during the in fact that was a they'll try to put the bush, but remember that without the Baron buff on mid, it makes it a lot harder. And I think PSG have just oh, all weavers all coming through. Giận xe da nó sao chết được ta? From the Moonlight Vigil does land, and Arjit, he's on to Shun, who does not have Featherstorm. Anh này sao con AG nó không dịch chuyển ta? Sao không dịch chuyển xuống, ông đẩy cái R luôn không? Ông dịch chuyển là bản thân con AG nó dịch chuyển là đã cũng áp lực cho team địch rồi. Nhưng mà tự nhiên AD đang full cái không được chơi game. Good spot here. PSG not far behind me. Does sidestep out of that glacial prison and down does go that sandcastle. Gemini, Waco gets hooked. Waco's hooked by Chelsea and is taken out as rest now. Okay, nhưng mà xe giả vẫn sạch quá. Not a quest top in here. Top and the Empress Divine lands on RG, does pop his own. He does go golden. Woody now back alive and Waco in seventh. Now very low. 1-1 luôn. Ở hai bên đều bích hướng tới cái đội hình là team fight không ha. Nè, anh em sẽ thấy team fight nè, team fight nè. Cắm gì Chitana, Jay Maokai, cắm Poppy, Rakan, Rambo. Hai bên bích cái đội hình team fight. Blitzrun. Lần này thì team fight phía bên đây nhìn ngon. Jacks a lot of the CS as Junji is looking back up top, but there are low health bars. No ward as well. Căn bản là hai bên team fight đều ok hết. Nhưng nói về cái khả năng chống chịu thì bên phía của Sibo ván này cũng ngon. He's trying to find the damage. We'll have leap strike soon. And first blood to RG comes through, but it's unstoppable. The counter strike here of it will not be blocked out as RG. He's trying to find the damage. We'll have leap strike soon. And first blood to Jax. First, be careful, but it's going to be Jim. Also needs to be careful. Oh, he's found. Trời ơi, Huyền nóng CC. Everything lands on him. Rest. Jim looking for something top. I think Rest, he's probably tanky enough. Or is we'll he? See. This is going to go unstoppable, but should get để vậy. Ủa không rờ được hả? Rờ về. Đúng rồi. Đẩy đúp chạy. Ồ. Oh. But somehow it wasn't the bot tower to go down. It was the mid. This will be shared four ways, but importantly it will be the maybe not. Waco. A rare mistake. Waco getting very low as Jimmy and finding a lot of damage and Chelsea arriving. Woody might just have to pay for Waco's sins as he's CLC kéo pha đó kinh nghiệm ghê luôn. We'll pick that one up now. A cleanse from Waco gets him away from the danger that is Gemini, but still he is taking a lot of damage. Junji is back and the Magnet Storm connects up to five. The Moonlight Vigil will not find too much depth of shutdown, or maybe it isn't. Listen. I'm not sure, but five members up here. We could see a fight. Talia wall doesn't crash, but the Talia wall does come through and a lot of damage onto Rest. It is found back. Cái súng AFE pha đó không đẹp lắm. Ây da, mất tầm nhìn. Trời ơi. Rình pha ác thực sự. Có Baron AFE xanh. AFE ván này sẽ được cây đam á nè. Kiểu dạng phía bên kia tùy vô con Kassante, nhưng mà con Kassante
khó bơi á, biết tùy tùy vô cái góc của Nkasante, nhưng mà cái đòi hỏi của Nkasante nó khó hơn. Còn con Zack bây giờ nó có đồng hồ nữa, nhảy vô AD thôi, nhảy vô con Seiya á, nó có khoảng thời gian nó câu lâu lắm á, đồng hồ E, hai lần E với lại cái đồng hồ nữa, nên con Afe bây giờ nhiều khả năng sẽ được gây đam á. Súng đẹp nè, tham minh súng rất ok ha. Kiểu cái pha trước súng của họ không đẹp ở đường trên á, họ không đánh. Xong rồi mấy tham minh này súng rất là ok luôn á. Tự quăng á hả? Tự quăng nhiều khi phải coi full nữa nè. Woody phá rồi. À, hai bên đánh cũng căng, nói chung hai bên này xử lý ác đó. HLE Đài Loan hả? Vô combo Rumble, Sejuni, Yone. Yone đánh với lại Aji ha. Cái kèo này thắng thua nó sẽ ở cấp độ 3. Cấp độ 3 để con Yone nó có trade ngược trở lại không được á. Nếu mà nó trade cấp độ 3 mà nó trade fail á thì nó sẽ bị thua lên. Này chắc là trade không được Marble rồi. Marble vẫn đang ép lên rồi. À. Đánh với lại Rumble thì Linh nghĩ là nên găng con Rumble á. Kiểu dạng con Rumble, thứ nhất là nó là cái con tướng mà nó đẩy lính. Rumble kiểu như là bởi vì nó mạnh là bởi vì nó rỉa lính và nó đẩy lính ác á anh em. Nên cái việc mà cái pha mà con Rumble mà không có flash như thế này nè, mà lên nó thêm cái là kiểu dạng nó dễ chết lắm. Nó sẽ bị áp lực nhiều lắm á. Chứ mà để cho con Rumble nó tự chơi 1-1 chắc nó sấy cũng hơi căng á. Kèo đó chắc phải chênh cỡ chừng 20 lính hơn á. Rồi găng có pha xong rồi đẩy đường tốt luôn. This can be scary, but looks like he should be okay. Does manage to get on back. I'm surprised that they won this fight so badly. Căn bản lối chơi của Đài thì mình thấy là trong cặp trận này nó cũng đang thiên hướng của đúng meta bích cái đội hình team fight ha. Hai bên đều đang bích cái đội hình mà mình thấy thông dụng nhất luôn á. Maokai bị dây bị cấm, Tristana bị cấm nào. Mình chưa thấy cái màn trình diễn của mấy con đó. Về mặt bản chất những con tướng khác thì nó không phải là quá xa lạ. Giống EC với lại VZ, LCK, LBL anh em. Mà tụi LEC bây giờ tụi nó cũng bích cái đội hình xem như thế này à. Trong meta này cái đội hình như thế này là cái đội hình ok nhất rồi. Phân thắng bại bằng giao tranh đó. Will not be hit by that as Jinjia and Woody are trying to look to go forward. There is an Azir here, full health Azir. Zyphor, nice ground and he gets him out, but down will go Jinjia and the fight is going back and forward as Waku will have to flash away from that flail. Maple, gee, are they going to be able to find this team fight win? Trời, buộc đánh ba luôn. Có chống chịu có đàn nha. Ồ, Red không đẩy cái chiêu cuối đi. Chưa hồi. Cái khúc này đang hỏi sao chưa hồi. Lấy cái khiên của Marble, có ai lấy được cái khiên không? Không ai lấy được khiên đó. Đang tính là cái khúc này thì khi mà hồi lại rồi á, cái góc này cũng đang cái góc đẹp nè. Đẩy chiêu cuối trước khi mà Seiya nó hồi lại chiêu cuối nè. Đẩy vô chỗ này là chú bơ nè. Đẩy đi, đẩy đi. Đó. Ok. Chỉ chờ hoài luôn á, chờ hoài không thấy anh đẩy. I believe it was him who kicked this off. Let's take a look.
Trời, đẩy tưởng là đẩy ngay khúc này nè. Đó, ngay khúc này luôn nè. Đẩy vô. Ờ, đẩy khúc này cũng được. Nói chung là đẩy pha đó xong rồi team ra đánh luôn. Ok, la phết. Ôi, nhưng mà BG thắng mà đúng không? Ồ, BG thắng à? Thắng ván này hay là thắng ván năm? Bốn năm luôn, sấy nè, nổ hai sát. It's not super easy for PSG. They do have the wave clear, but Chelsea might be in trouble. He does give up pulverizing now. CC up. Does commit that ultimate. Jimmy and will not land the tip and fade onto Waco. Rồi con vô nè, nó không cho Seiya chơi game anh em ơi. Flash forward onto Maple. The Empress Divide is huge. Thật sự. And now with only Woody standing, it's going to be game number 4 for C. Man, what a performance, you know, coming in with this. Căng dữ người ta, hai bên đánh căng dữ người ta. Trời ơi, ván năm vít vô cái kèo vít sâu, Ire đánh với lại Gna. Mà Ire này rất là áp lực nữa, tại vì nó có con Sejuni. Bên kia thì có Reo. Reo bít 1. Xong rồi phía bên đây bít dây Kai'Sa nguyên cái combo. Bên kia phải bắt buộc phải lên Maokai. Chứ mà không lên Maokai thì sẽ khó. Vô cái đội hình cấu rỉa máu kiểm soát sẽ khó. Bắt buộc phải lấy Maokai kẹp với lại Azir. Jerry, Na tự chơi đường trên. Đánh cái đội hình teamfight câu thời gian. Còn bên phía của Sibo đánh cái đội hình này là cái đội hình mà BK. Rất BK. À, rất BK luôn ha. Đội hình BK phải có. Ôi, đổi sang ngay chóc rồi. Lúc cuối đổi sang ngay chóc rồi. Ê, chóc à. Chóc à. Con Ire đánh cái kèo mà kiểu dạng tóc rừng đồ các thứ cũng được anh em. Kiểu dạng đánh con Ire chứ. Ire đánh với lại con Gina. Ê, chóc thì nó gọi là sao ta? Áp lực BK thì nó không bằng con Ire. Nhưng mà ngay tróc vô combat thì nó sẽ Ire vô combat thì sẽ khó hơn. Mỗi bên ăn con rồng. Landing thì hai bên đang sương sương nhau. Đều đều. Map bộ thì đang landing ok hơn chút xíu. Nhỉnh hơn chút xíu về chỉ số lính. Còn tính là đội hình của Sibo cần con sứ giả này hơn. Maokai không rờ vẫn đánh Baron. Phải đá sao đánh con Baron. Ê, đánh con sứ giả căng dữ. Đẩy được lên Rồng ok, gom được hai con tướng chống chịu. Bên kia Kai'Sa chưa có đam. Hai bên chắc là đang có mỗi cái giao điện ha. Bên kia muốn về rồi. Cái này đánh hơi căng anh. Anh bắn không tới. Ây da. Anh hụt quy. Trời ơi. Jimmy goes in as soon as he can. Trời ơi. But he doesn't flash the wall. I wonder if he should have. It might have made a difference, but really nice flash from Maple gets him out. But back to live. Another kill found. Yeah, it is gonna be. Xem highlight hả? Xem highlight toàn phải xem combat hơn em chứ đâu có xem được nhiều đâu. It does feel though the lead is ever growing for PSG. Still a chance, of course.
There's always a chance. They're looking here now for mate. It could be. Và pha giao tranh sứ giả vừa rồi bên phía của BG ok la quá ha. Lấy được sứ giả, lấy được trụ, lấy được quá trời điểm hai cục luôn. Trên 4-5 ngàn tiền. Giờ về mặt kiểm soát của họ cũng đang nhỉnh hơn nữa. Bóc, kịp bóc không? Bóc được hai cái. Ăn rồng xong mở ngược trở lại. Không ai che vậy? Gets away that crown, but Nature's Grass coming through means Dragon will be picked up. Gemini for a fight, RJ. Gonna go Mega, and it's gonna be an immediate kill. Wako's going crazy. Oh, here you go. It's gonna be Xiao Su's taken out as well. The Junji flashes over the wall. Nature's Grass will land. Twisted advance onto Gemini. Tại vì bị mất thế nên con Aatrox nó không có cái góc để bọc đó anh em. Mà nó phải đứng với lại team xong rồi pha đó không ai che cho nó. Hai đó sau quỷ heo không đứng lên cao thôi. Quỷ heo phải đứng lên cao chứ. Chặn cái R của Mao Kai ấy. Nhưng mà bị thua về thế trận, bị thua về tầm nhìn đó. Nên con Aatrox của Rex nó không có những cái góc đẹp. Cái pha mà con sứ giả 1 nó cũng vậy luôn đó. Cái pha sứ giả 1 thì anh đang bận đẩy cái được lính ở đường trên đó. Tên kèo này có thể gọi là quỷ Atru. Top của BG đọc là Atru đúng không? Đánh khá là ok ha. Đợt trước nó đánh con Zac đúng không? Mấy ván trước nó đánh con Zac đúng không? Đánh kiểu dạng chịu BK. Anh niên này hứa hẹn tay cũng ok phết đó. Kèo này đánh xương xương thì anh cũng đang thắng ở đường trên đó nè. Anh thắng về mặt thế trận. Pha sứ giả với lại cái pha vừa rồi. Mà pha vừa rồi do lỗi của ông heo á. Ông heo đáng lý ra ông phải che. Tại vì ông có Wii, ông có Flash, ông có nội tại. Ông có cái chiêu cuối để kích cái ngọn đuốc. Nó tăng tăng được cho team chứ để ngay chóc ngang phế. Mấy cơ này nó có lợi thế kênh rắn ác quá anh em ơi. Về mặt bản chất khi mà mình coi highlight á, là mình thấy thằng Sipo với lại thằng Bset này nha. Khi mà nó có lợi thế nó đánh cắm mắt bài bản. Không biết là mai mốt mà ra chung kết thế giới thì nó có fail hay không chứ. Cụ đánh cũng kinh lắm, ghê á. Nát hả? Run sợ. Lần này ra gặp Liên, gặp tụi nó chắc cũng hơi mệt á. Nhưng mà thường á là khu vực mình á sẽ trên với lại đài Nhật nhiều. Nên chắc là hai thanh niên kia thì chắc là cũng trên rồi anh em. Cũng trên với lại mấy đội này rồi. Căng á, cuối đó đánh nét á. Rồi, ok. Bây giờ làm gì nữa nha.
Ok anh em ơi, thôi chắc là 1 giờ rồi anh em ơi, 1 giờ rồi chắc là tôi xin phép tôi nghỉ luôn ha. Mai dạy chơi game buổi chiều anh em ha. Mai chơi game buổi chiều xong rồi tối có chút việc bận. Hí hí. Bye bye anh em nha, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ nha. Chúc anh em ngủ ngon. Cảm ơn em đã đồng hành cùng với lại Linh ở trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.